Xin chào mừng toàn thể quý vị khách quý vị đại biểu đã đến với Hội thảo về giáo dục đặc biệt cho học sinh, học viên Việt Nam tại các trung tâm giáo dục thường xuyên, trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên và các cơ sở giáo dục đặc biệt ngày hôm nay. Lời đầu tiên, xin cho phép Thanh Huyền được thay mặt ban tổ chức chương trình gửi tới toàn thể quý vị có mặt trong khán phòng, cũng như các quý vị đang theo dõi trực tuyến qua nền tảng Zoom, một lời chúc và lời chào nồng nhiệt nhất. Chúc hội thảo của chúng ta sẽ thành công rực rỡ. Kính thưa quý vị đại biểu, quý vị khách quý, giáo dục cho trẻ em, học sinh, học viên, người lớn có nhu cầu giáo dục đặc biệt là một trong những sứ mệnh của UNESCO, sứ mệnh mang giáo dục chất lượng cao đến gần hơn với mọi học sinh, đồng thời mở ra cơ hội giống lớn hơn cho mọi người, nhất là các trẻ em đặc biệt, có ước mơ được theo học tại các chương trình giáo dục chất lượng cao từ sớm, thấu hiểu những khó khăn và thách thức trước những vấn đề trên. Hướng tới kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao Vương quốc Anh, Việt Nam, hội thảo được phối hợp tổ chức bởi Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam, kết hợp cùng Đại sứ quán Anh tại Việt Nam, và tổ chức giáo dục Nissay Group Anh Quốc để mở rộng cơ hội học hỏi, trao đổi giữa tổ chức giáo dục của Anh với các trung tâm giáo dục thường xuyên, trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên, các cơ sở giáo dục đặc biệt, chuyên biệt của Việt Nam nhằm hiện thực hóa sứ mệnh của UNESCO mang nền giáo dục chất lượng cao đến gần hơn với mọi người, đồng thời mở ra cơ hội tiếp cận giáo dục cho các nhóm yếu thế đối với giáo dục thường xuyên, từ đó đưa ra một số giải pháp và thúc đẩy trao đổi hợp tác về giáo dục đặc biệt cho học sinh, học viên tại Việt Nam. Hội thảo thảo luận nhằm tìm ra những giải pháp trợ giúp các cơ sở giáo dục tại Việt Nam, hỗ trợ học sinh, học viên có nhu cầu giáo dục đặc biệt, cùng với các trường học, gia đình, học sinh hiểu rõ hơn về thực trạng và nhu cầu giáo dục cho trẻ em, học sinh đặc biệt, và nâng cao nhận thức của mọi người về giáo dục cho nhóm trẻ em, học sinh này. Từ đó, tăng cường hơn nữa các hỗ trợ cho nhóm học sinh đặc biệt, thúc đẩy hợp tác, đào tạo và truyền giao phương pháp giáo dục của Vương quốc Anh, mang nền giáo dục chất lượng của Anh quốc đến với tất cả học sinh Việt Nam, nhất là học sinh đặc biệt, với mục tiêu tất cả học sinh đều có thể tiếp cận với nền giáo dục quốc tế chất lượng cao. Hội thảo được tổ chức dựa trên sự đồng thuận, bình đẳng giữa Việt Nam và Vương quốc Anh, cùng sự hỗ trợ của Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam, Vụ Giáo dục Thường xuyên và cơ sở giáo dục tại các tỉnh thành. Đây là cơ hội tốt để các tổ chức giáo dục Anh quốc lan tỏa các giá trị giáo dục đến với nhiều học sinh có nền tảng khác nhau. Đến tham dự buổi hội thảo của chúng ta ngày hôm nay, tôi xin trân trọng giới thiệu các vị khách quý. Về phía Bộ Giáo dục và Đào tạo, xin trân trọng giới thiệu nhà giáo ưu tú tiến sĩ Nguyễn Hữu Độ, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Về phía Đại sứ quán Anh tại Việt Nam, xin trân trọng giới thiệu ngài Ian Fru, Đại sứ Vương quốc Anh tại Việt Nam. Về phía Vụ Giáo dục Thường xuyên, xin trân trọng giới thiệu Phó Giáo sư Tiến sĩ Vũ Thị Tú Anh, Phó Bộ trưởng Bộ Giáo dục Thường xuyên. Về phía Vụ Giáo dục Dân tộc, xin trân trọng giới thiệu bà Vũ Thị Ánh, Phó Bộ trưởng Vụ Giáo dục Dân tộc. Về phía đại diện các đơn vị của Bộ Giáo dục và Đào tạo, xin trân trọng giới thiệu Vụ Giáo dục Mầm non, Vụ Giáo dục Tiểu học, Vụ Giáo dục Trung học và Cục Hợp tác Quốc tế. Về phía Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, xin trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Quốc Dũng, Phó trưởng phòng giáo dục thường xuyên chuyên nghiệp Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội. Về phía Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Tĩnh, xin trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Hồng Cường, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Tĩnh. Bà Trần Thị Thủy Nga, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Tĩnh. Về phía Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam, xin trân trọng giới thiệu Phó Giáo sư Tiến sĩ Mai Văn Trinh, Phó Viện trưởng Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam.
Về phía trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương, xin trân trọng giới thiệu Tiến sĩ Lê Thị Thúy Hằng, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Giáo dục Hòa nhập. Về phía tổ chức giáo dục Nissai Group Anh Quốc, xin trân trọng giới thiệu Ngài Dhruv Patel, nhà sáng lập CEO Nissai Group. Ngoài ra, đến sự hội thảo ngày hôm nay còn có gần 100 đại biểu, đại diện giám đốc các trung tâm giáo dục thường xuyên, trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên tại Hà Nội, hiệu trưởng các trường học mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, đại diện các cơ sở giáo dục chuyên biệt, cơ sở giáo dục đặc biệt tại Hà Nội và Hà Tĩnh cùng các bậc phụ huynh học sinh. Bên cạnh đó, ban tổ chức cũng xin vui mừng chào đón các đơn vị đại biểu, đại diện các cơ sở giáo dục tại Việt Nam, các đại biểu phía các nước châu Á và châu Âu đang tham dự buổi hội thảo trực tuyến. Một lần nữa xin nhiệt liệt chào mừng các quý vị khách quý, quý vị đại biểu đã có mặt tại hội thảo của chúng ta ngày hôm nay. Kính thưa quý vị đại biểu, quý vị khách quý, buổi hội thảo của chúng ta gồm 5 phần chính. Phần 1, khai mạc. Phần 2, thảo luận đặt vấn đề, các đề xuất và giải pháp. Phần 3, tiếp tục thảo luận. Phần 4, hỏi đáp. Phần 5, tổng kết và bế mạc. Sau đây, xin trân trọng kính mời nhà giáo ưu tú tiến sĩ Nguyễn Hữu Độ, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ lên sân khấu tuyên bố khai mạc hội thảo, cũng như có đôi lời phát biểu. Xin trân trọng kính mời ông. Kính thưa Ngài Anfield, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Vương quốc Anh tại Việt Nam. Kính thưa các quý đại biểu đến từ Vương quốc Anh. Kính thưa các quý đại biểu, thưa các thầy cô giáo, các bậc cha mẹ học sinh và các em học sinh, học viên thân mến. Hướng tới kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao Vương quốc Anh và Việt Nam nhằm tăng cường hoạt động hợp tác thiết thực hiệu quả đối với lĩnh vực giáo dục giữa hai nước. Hôm nay tôi rất vui mừng được tham gia và phát biểu khai mạc tại hội thảo để nhằm thúc đẩy hợp tác đào tạo về giáo dục đặc biệt giữa hai nước Việt Nam và Vương quốc Anh ngày hôm nay. Lời đầu tiên, cho phép tôi được thay mặt lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo xin được gửi lời chào mừng và chúc Ngài Đại sứ Anfield và các thành viên của Đại sứ quán Vương quốc Anh tại Việt Nam cùng các quý đại biểu mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công. Chúc cho mối quan hệ hợp tác tốt đẹp về giáo dục đào tạo giữa hai nước Việt Nam và Vương quốc Anh sẽ tiếp tục có nhiều thành công mới. Kính thưa các quý đại biểu, thưa toàn thể các thầy cô giáo, các em học sinh, sinh viên, học sinh thân mến. Hiện nay, thế giới đang dành sự quan tâm sâu sắc đến các nội dung liên quan đến giáo dục đặc biệt và bảo đảm quyền được giáo dục cho mọi người có thu nhập thấp, có đối tượng yếu thế trong xã hội. Điều này cũng được coi là một thước đo quan trọng ở nhiều quốc gia trong khu vực châu Á như Hàn Quốc, Nhật Bản và Singapore. Trong số các mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc, mục tiêu của giáo dục là đảm bảo chất lượng giáo dục hòa nhập, bình đẳng cho tất cả mọi người và thúc đẩy các cơ hội học tập suốt đời. Để thực hiện các mục tiêu và xu hướng này, trong những năm gần đây, Việt Nam đã và đang quan tâm phối hợp với các nước phát triển trong khu vực và trên thế giới để nỗ lực đẩy mạnh thực hiện hỗ trợ giáo dục đặc biệt ở từng giai đoạn, trong đó có trọng tâm là hỗ trợ thúc đẩy giáo dục đặc biệt cho học sinh, học viên tại các trung tâm giáo dục thường xuyên, trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên và các cơ sở giáo dục chuyên biệt của Việt tại Việt Nam. Từ năm 2006, Việt Nam đã tham gia và ký Công ước Quốc tế về quyền người khuyết tật, được Chính phủ Việt Nam phê duyệt từ năm 2006 và được Quốc hội thông qua tại Nghị quyết 84. Ở Việt Nam cũng đã có luật trẻ em theo luật số 102 năm 2016. Luật giáo dục năm 2019 có hiệu lực từ 1 tháng 7 năm 2020, trong đó quyền được học tập đã khẳng định ngay trong luật giáo dục và các luật khác có liên quan. Đối với quyền được hòa nhập xã hội đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo từ năm 2005 với định hướng về giáo dục hòa nhập trên cả nước, và Chính phủ cũng đã có nghị định về giáo dục hòa nhập cho trẻ khuyết tật vào năm 2006. Năm 2010, luật
về người khuyết tật đã được ban hành bằng luật số 51 ngày 26 tháng 7 năm 2010. Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành các quy định về giáo dục hòa nhập đối với người khuyết tật và một lần nữa khẳng định những cam kết của Việt Nam trong việc cung cấp cơ hội giáo dục cho xã hội. Theo đó cũng khẳng định cung cấp giáo dục hòa nhập cho tất cả trẻ em, học sinh, học viên khuyết tật để đảm bảo các cơ hội học tập dành cho các em học sinh, đảm bảo giáo dục bình đẳng, công bằng cho tất cả mọi người, đặc biệt là nhu cầu giáo dục hòa nhập cho các đối tượng nhận là giáo dục đặc biệt. Việt Nam thực sự cần phải mở rộng và đa dạng hóa các cơ sở giáo dục đặc biệt để giải quyết các vấn đề phức tạp như lớp học quá đông, vấn đề khoảng cách từ nhà đến trường và đẩy mạnh thực hiện việc đào tạo giáo viên giáo dục đặc biệt, hỗ trợ phát triển bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên giáo dục đặc biệt, tăng cường cho các cơ sở giáo dục từ mầm non đến phổ thông và nỗ lực đẩy mạnh thực hiện hỗ trợ giáo dục đặc biệt cho học sinh, học viên mà trước mắt là những đối tượng yếu thế, khuyết tật ở tại các trung tâm giáo dục thường xuyên, trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên, các cơ sở giáo dục đặc biệt và chuyên biệt của Việt Nam. Hội thảo về giáo dục đặc biệt cho học sinh, học viên tại các trung tâm giáo dục thường xuyên, trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên, các cơ sở giáo dục đặc biệt hôm nay là một trong những hoạt động quan trọng để góp phần thúc đẩy trao đổi về hợp tác về giáo dục đặc biệt cho học sinh, học viên Việt Nam. Thực hiện được mong muốn trên thì tôi rất mong muốn và hy vọng, tin tưởng rằng hội thảo sẽ tạo cơ hội trao đổi, học hỏi về phương pháp, về cách thức giáo dục đặc biệt cho các cán bộ quản lý, giáo viên Việt Nam về phương pháp giáo dục đặc biệt tiên tiến của Anh. Đồng thời cũng mở ra một cơ hội mới về học hỏi, trao đổi giữa tổ chức giáo dục của Anh Quốc với các trung tâm giáo dục thường xuyên, trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên, các cơ sở giáo dục đặc biệt, chuyên biệt tại Việt Nam. Thực hiện để hiện thực hóa sứ mệnh của UNESCO mang giáo dục chất lượng cao đến gần hơn cho mọi người, đồng thời cũng mở ra cơ hội tiếp cận giáo dục cho các nhóm yếu thế đối với giáo dục thường xuyên. Từ đó có một số giải pháp và thúc đẩy trao đổi hợp tác về giáo dục đặc biệt cho học sinh, học viên tại Việt Nam. Kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao Vương quốc Anh, Việt Nam, một lần nữa cho phép tôi được thay mặt Bộ Giáo dục và Đào tạo trân trọng gửi những lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến Ngài Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Vương quốc Anh tại Việt Nam, đến toàn thể các cán bộ, nhân viên của Đại sứ quán Vương quốc Anh tại Việt Nam. Chúc cho mối quan hệ giữa hai nước ngày càng phát triển, nhất là trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo. Trân trọng cảm ơn các thầy giáo, cô giáo, cảm ơn các tổ chức của Vương quốc Anh cũng đã cùng các chuyên gia, các nhà khoa học, các nhà quản lý, đại diện các đơn vị, các bậc cha mẹ học sinh, học viên đã quan tâm đến dự hội thảo và sẵn sàng đóng góp những ý kiến quan trọng để góp phần không nhỏ cho sự thành công của hội thảo hôm nay. Cuối cùng, xin kính chúc Ngài Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Vương quốc Anh tại Việt Nam, các quý đại biểu cùng toàn thể các thầy cô giáo dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Xin trân trọng cảm ơn. Vâng, xin được trân trọng cảm ơn những lời phát biểu chỉ đạo hội thảo của Thứ trưởng. Tiếp theo đây, xin trân trọng kính mời Ngài Ian Fru, Đại sứ Vương quốc Anh tại Việt Nam, sẽ có đôi lời phát biểu chào mừng trước hội thảo. Xin trân trọng kính mời Ngài. Kính thưa Ngài Thứ trưởng Nguyễn Hữu Đốc, kính thưa quý vị và các bạn tham gia trực tiếp và trực tuyến hôm nay. Xin chào và xin cảm ơn tham gia hội thảo quan trọng này. Một vài lời tiếng Việt mà tôi cũng học, tôi cũng rất là vui được có mặt ở đây để khai mạc cái hội nghị của chúng ta ngày hôm nay cùng với Ngài Thứ trưởng và Nguyễn Hữu Đốc, và đồng thời để chúng ta có thể chứng kiến một khoảnh khắc chúng ta ghi nhận lại và triển khai một cái dự án thí điểm giữa tỉnh Hà Tĩnh và đại diện của tập đoàn của Nissan của cộng đồng.
Quý vị thân mến, chúng ta đang cùng nhau bước sang phần 2 của buổi hội thảo, phần thảo luận đặt vấn đề, các đề xuất và giải pháp. Ban tổ chức đã nhận được những bài tham luận vô cùng quý báu đến từ các đại biểu và các vị khách quý. Vì lý do thời gian, xin được đề nghị mỗi bài phát biểu tham luận báo cáo với thời gian tối đa khoảng 10 phút. Và để mở đầu cho phần 2, xin trân trọng kính mời đại diện Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương, Tiến sĩ Lê Thị Thúy Hằng, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Giáo dục Hòa nhập, sẽ lên trình bày tham luận với chủ đề Đáp ứng nhu cầu học tập ở các cấp học cao của người khuyết tật, mô hình và kiến nghị. Xin trân trọng kính mời bà. Vâng, kính thưa các quý vị đại biểu, kính thưa ngài đại sứ Anh tại Việt Nam, kính thưa thứ trưởng, kính thưa tất cả các quý vị. Vì thời gian rất là có hạn, cho nên là tôi xin phép là được trình bày cái bản báo cáo của mình. Mặc dù là đã chuẩn bị và tôi nghĩ rằng là sẽ rất là nhiều thông tin mà muốn được chia sẻ, trao đổi. Tuy nhiên thì chúng tôi sẽ xin giới thiệu hết sức là vắn tắt về một cái những cái thông điệp mà chúng tôi muốn gửi gắm đến và cũng mong là các đại biểu sẽ hiểu rõ hơn về cái nhu cầu học tập ở cấp học cao của người khuyết tật. Và chúng tôi cũng giới thiệu một cái mô hình mà hiện nay Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương, Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Giáo dục Hòa nhập đang triển khai và những kiến nghị. Về nội dung báo cáo thì có 3 phần. Phần thứ nhất đó là nhu cầu học tập ở các cấp học cao của người khuyết tật. Phần thứ hai là mô hình Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Giáo dục Hòa nhập của Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương. Và phần thứ ba đó là kiến nghị. Chúng tôi xin trình bày cái nội dung thứ nhất, đó là đáp ứng nhu cầu học tập ở các cấp học cao của người khuyết tật. Thì quý vị thấy rằng là hiện nay dân số của trẻ em từ 0 đến 18 tuổi ở Việt Nam khoảng là 23.000. Và với cái tỷ lệ là từ 5 đến 7% trẻ khuyết tật trong độ tuổi thì có thể thấy là trẻ khuyết tật ở Việt Nam có khoảng là 1.600.000 trẻ em trong độ tuổi. Về cái nguồn lực mà hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập cho trẻ khuyết tật ở Việt Nam thì nghiên cứu gần đây cho thấy rằng là hiện nay vẫn còn có tới 33 tỉnh thành tại Việt Nam chưa có các cái trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập và các cái cơ sở giáo dục chuyên biệt. Và các cái cơ sở này thì nó nằm ở tất cả các cái vùng miền trong toàn quốc. Về đào tạo giáo viên giáo dục đặc biệt, chúng tôi xin trình bày về năm gần đây, có nghĩa là từ năm 2020 đến 2016 đến 2020, thống kê với cái đào tạo của hệ thống các trường cao đẳng sư phạm và trường đại học sư phạm tham gia vào đào tạo giáo viên giáo dục đặc biệt ở Việt Nam thì có khoảng là 1.800 giáo viên chính quy đã được đào tạo. Và chúng ta thấy ở trên bản đồ thì biểu đồ thì thấy rằng là cái tỷ lệ các cái giáo viên mà hiện nay đang công tác tại các cái trường giáo dục chuyên biệt hoặc là các cái trung tâm hỗ trợ thì cái tỷ lệ giáo viên mà được đào tạo về giáo dục đặc biệt chỉ chiếm khoảng từ 42 cho đến là 48% giáo viên, và còn lại là những cái giáo viên mà được đào tạo từ các ngành khác và chưa có cái trình độ chính thức về giáo dục đặc biệt. Như vậy thì những cái thông tin hết sức là vắn tắt thì có thể thấy rằng là hiện nay ở Việt Nam vẫn còn có nhiều địa phương chưa có trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập và các cái cơ sở giáo dục đặc biệt để đáp ứng cái nhu cầu với một cái số lượng rất là lớn các trẻ em khuyết tật ở Việt Nam. Thứ hai đó là cái nguồn lực giáo viên được đào tạo hiện nay thì vẫn còn đang hạn chế và chưa đủ để đáp ứng cái nhu cầu dạy học đặc biệt và hỗ trợ giáo dục đặc biệt cho trẻ khuyết tật. Và cái điểm thứ ba đó là cái năng lực chủ yếu trong hỗ trợ cho trẻ khuyết tật thì đang còn tập trung ở cái can thiệp sớm, giáo dục mầm non và giáo dục tiểu học cho trẻ khuyết tật. Và các trung tâm hỗ trợ giáo dục hòa nhập cũng như các cơ sở giáo dục chuyên biệt thì chủ yếu đang đáp ứng cái nhu cầu cho trẻ khuyết tật ở cái độ tuổi đó là mầm non, tiểu học, và rất ít trung tâm đáp ứng được cái nhu cầu học tập lên cao, nhất là trung học cơ sở và các cái cơ sở giáo dục đào tạo nghề cũng như là đào tạo trình độ cao đẳng đại học.
Và như vậy thì có thể thấy rằng là những cái khó khăn đó là những cái thách thức và những cái mà cần phải có những cái giải pháp cấp bách để mà đảm bảo cái chất lượng giáo dục cho trẻ đặc biệt ở Việt Nam như thế nào. Thì chúng tôi cũng xin giới thiệu sang một cái phần 2, đó là cái mô hình của Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Giáo dục Hòa nhập của Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương. Trung tâm thì Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương trực thuộc Bộ, và những cái chương trình hiện nay đang thực hiện đó là cái chương trình triển khai thí điểm ứng dụng mà từ các cái chương trình Bộ đang tiến hành tại nhà trường. Và những cái hình ảnh mà các quý vị nhìn thấy đấy là hình ảnh của các cái học sinh và giáo viên của trung tâm. Chúng tôi xin giới thiệu là hiện nay chúng tôi đang có các cái giáo viên, các nhóm giáo viên. Thứ nhất đấy là những giáo viên mà tham gia dạy học trực tiếp cho các em học sinh rối loạn phát triển và các em học sinh điếc từ tiểu học đến trung học phổ thông. Nhóm thứ hai đó là những cái giảng viên đào tạo giáo viên giáo dục, ngành giáo dục đặc biệt trình độ cao đẳng. Và nhóm thứ ba đó là nhóm giảng viên mà đào tạo các sinh viên khiếm thính ngành thiết kế đồ họa. Và như thế thì những cái lực lượng giáo viên này đang tham gia vào giáo dục hỗ trợ hòa nhập cho người khuyết tật từ can thiệp sớm đến trình độ cao đẳng ạ. Về đào tạo trong cái hệ thống giáo dục đặc biệt thì chúng tôi cũng rất là tự hào vì Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương là một trong những cái trường đầu tiên được Bộ Giáo dục cho phép là đào tạo giáo viên giáo dục đặc biệt. Và tính từ năm 2004 đến năm 2020 thì Trường Cao đẳng Sư phạm đã đào tạo được 1.295 sinh viên ngành giáo dục đặc biệt trình độ cao đẳng. Và cái đội ngũ này đã tham gia vào trong các cái hệ thống các cơ sở giáo dục đặc biệt cũng như là các cơ sở giáo dục hòa nhập tại Việt Nam và giúp cho là góp phần thay đổi cái chất lượng giáo dục đặc biệt của Việt Nam. Đối với đào tạo sinh viên thì chúng tôi hết sức là tự hào vì Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương là một trong những trường mà hiện nay đã đào tạo những sinh viên người điếc ạ. Là họ không nghe thấy và sử dụng ngôn ngữ ký hiệu và đã tốt nghiệp có bằng giáo dục ngành giáo dục đặc biệt tiểu học và đang là hỗ trợ giáo dục cho các em học sinh điếc ở các cái trường học và các trung tâm. Chúng tôi hiện nay đang có 2 khóa đào tạo cho sinh viên là người điếc khiếm thính và tham gia học cái chương trình thiết kế đồ họa. Đối với giáo dục phổ thông thì hiện nay chúng tôi có khoảng là hơn 150 học sinh điếc sử dụng ngôn ngữ ký hiệu và giáo viên dạy học sinh điếc bằng ngôn ngữ ký hiệu từ lớp 1 đến lớp 12. Đối với giáo dục cho trẻ em rối loạn phát triển, trẻ tự kỷ, tăng động thì giảm chú ý thì chúng tôi hiện nay là chúng tôi đang thực hiện cái nhiệm vụ đó là hỗ trợ cho trẻ đặc biệt ở các cái cơ sở giáo dục hòa nhập và tiến hành can thiệp hỗ trợ tại trung tâm. Và trong tổng số thì mỗi năm chúng tôi sẽ hỗ trợ khoảng là hơn 300 lượt các cái trẻ em có cái nhu cầu đặc biệt như thế. Các quý vị nhìn đây là những cái hình ảnh của các cái em học sinh điếc mà đã tham gia vào trong cái chương trình học tập tại trường. Rất hạnh phúc và các cái hoạt động mới gần đây nhất chúng tôi có một cái hoạt động đó chính là các em tham gia vào cái chương trình STEM và thiết kế các cái mô hình, các cái thí nghiệm rất là vui vẻ. Và đây là những cái hình ảnh mà các cái hoạt động trong đó thì chúng tôi tiến hành can thiệp hỗ trợ phục hồi chức năng cho các em khuyết tật tại trung tâm và có cái sự tham gia của rất là nhiều những cái tình nguyện viên, các cái chuyên gia và kể cả các sinh viên quốc tế từ châu Âu đến để mà ví dụ như Đan Mạch thì đến thực hành tại trung tâm. Chúng tôi cũng là một cái cơ sở và tự hào là bởi vì có cái nguồn lực giáo viên có chất lượng cao và chúng tôi đã tham gia vào các cái là cái nơi mà tổ chức các cái hội thảo, thậm chí các cái hội thảo quốc tế. Chúng tôi tổ chức các cái thiết kế được các cái tài liệu, các chương trình và các cái đồ dùng để phục vụ cho học tập. Đây cũng là những cái hình ảnh mà các hoạt động bồi dưỡng của trung tâm, các cái hội thảo, các chuyên gia và giáo viên tham gia cùng vào. Vâng, chúng tôi xin báo cáo những cái thành quả mà chúng tôi đã đạt được sau 20 năm thực hiện. Chúng tôi có một cái năng lực đội ngũ giáo viên, có cái năng lực can thiệp dạy học
có năng lực đào tạo. Chúng tôi cũng có những giáo viên chuyên sâu sử dụng cái ngôn ngữ ký hiệu ở tất cả các cái cấp học từ tiểu học đến trình độ cao đẳng. Và cái đội ngũ đó cũng đã tham gia vào rất nhiều chương trình của bộ để chuyển giao các cái kỹ năng ngôn ngữ ký hiệu cho các địa phương. Chúng tôi có một cái đội ngũ giáo viên là và giảng viên tham gia đào tạo cho về cái ngành giáo dục đặc biệt và có cái kỹ năng thuần thục trong việc là can thiệp cho học sinh rối loạn phát triển. Và chúng tôi có một cái quy trình từ cái khâu đánh giá cho đến là xây dựng chương trình, phát triển chương trình và lượng giá kết quả trong cái quá trình can thiệp để đảm bảo là cái chất lượng đầu vào, đầu ra và cái hỗ trợ đạt được kết quả tốt nhất. Về giáo dục học sinh điếc thì quý vị cũng thấy rằng đây là một cái mô hình mà có lẽ là duy nhất ở Việt Nam đã thực hiện bằng ngôn ngữ ký hiệu và đã là tiến hành hỗ trợ cho rất là nhiều các em học sinh từ các địa phương ở trong cả nước không có cái cơ hội để là học bằng ngôn ngữ ký hiệu thì đã về đây và các em đã được học lên đến trình độ là cao đẳng và mở ra cái cơ hội là sống bình đẳng và có thể là kiếm tìm cái việc làm giống như những cái công dân khác. Chúng tôi đào tạo, bồi dưỡng. Vâng. Chúng tôi cũng là những cái nơi mà phát triển các cái ngôn ngữ ký hiệu và học liệu ở trong cái nguồn mà hiện nay Bộ Giáo dục Đào tạo còn đang rất là thiếu về cái ngôn ngữ ký hiệu cho trẻ khuyết tật Việt Nam. Vâng. Những cái mà cái cảm xúc của các phụ huynh khi mà đến tham gia với chương trình, các chương trình thì cảm thấy là hạnh phúc và chính các em học sinh, phụ huynh cũng là những cái người mà phản hồi được những cái thông tin rất là tuyệt vời. Phần thứ ba thì chúng tôi xin đưa ra đề xuất một số những cái kiến nghị đối với Bộ Giáo dục Đào tạo và đối với các cái cơ sở đào tạo cũng như là đối với các cái địa phương. Thứ nhất đấy là chúng tôi cho rằng là hiện nay thì chúng ta chưa có một cái chương trình nó mang tính là quốc gia để mà phát triển tổng thể cái giáo dục có chất lượng cho cái người khuyết tật, đặc biệt đó là ở các cái cấp học từ trung học lên đến cái cấp học cao. Thì tôi cho rằng là đến cái thời điểm này chúng ta nghĩ tới là tất cả mọi người đều có cái cơ hội học tập bình đẳng và có chất lượng. Vậy thì cái nhóm mà yếu thế, cái nhóm mà hiện tại chưa được tiếp cận, ví dụ như là những học sinh rối loạn phát triển, nhất là rối loạn phổ tự kỷ, những học sinh khiếm thính có những cái nhu cầu hết sức là đặc thù thì cần được là đưa vào những cái chương trình cốt lõi và phát triển. Cái thứ hai, chúng tôi thấy rằng là hiện nay các cái trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập là những cái cơ sở mà có thể là hỗ trợ được cho các cái trường học hòa nhập, đồng thời là cũng có thể là thực hiện những cái chương trình mà phát triển các cái kỹ năng đặc thù cần để cho sự sẵn sàng hòa nhập của các em và cũng là cái nơi mà hỗ trợ cái nguồn lực giáo viên về các cái kỹ năng. Thế thì tôi cho rằng là cần phải tiếp tục là phát triển cái mô hình này. Tuy nhiên thì chúng ta cũng nên chọn lựa những cái trung tâm mà mang tính chất xây dựng điển hình và chúng ta cũng nên có một cái sự phân cấp những trung tâm ở cấp trung ương, những cái trung tâm ở cấp vùng và các cái địa phương để đảm bảo được rằng là cái sự đầu tư của Bộ Giáo dục trong cái thời điểm khi mà chúng ta chưa có khả năng để mà giải quyết được tất cả các bài toán ở cái diện rộng như thế thì chúng ta sẽ tập trung cốt lõi và những cái trung tâm mà điển hình như thế sẽ là cái đơn vị tiếp nối cánh tay nối dài để thực hiện cái sứ mệnh về chất lượng giáo dục của ngành cho người khuyết tật. Chúng tôi cũng thấy rằng là đối với bản thân chúng tôi thì có lẽ là một cái trung tâm vừa triển khai ứng dụng, vừa triển khai đào tạo và vừa triển khai nghiên cứu. Và chúng tôi cũng đã thực hiện những cái hoạt động thí điểm của Bộ Giáo dục Đào tạo từ những cái năm 2003 cho đến nay. Và cái chất lượng đã được khẳng định trong thực tế thì chúng tôi cho rằng là Bộ Giáo dục cũng như là các cái tổ chức sẽ tiếp tục để là phát triển và tận dụng những cái nguồn lực hiện nay và lan tỏa cái điều đó và chúng tôi sẵn sàng như một cái đơn vị để mà thực hiện những cái sứ mệnh mà được trao cho. Về cái kiến nghị đối với các trường thì chúng tôi cho rằng là hiện nay thì Bộ Giáo dục Đào tạo đã có được cái cho phép các cái cơ sở các ngành các cơ sở đào tạo là triển khai đào tạo giáo viên giáo dục đặc biệt. Tuy nhiên thì trong cái chương trình giáo dục
đào tạo giáo viên giáo dục đặc biệt vẫn còn chưa đảm bảo được một cái sự linh hoạt mà đáp ứng cái nhu cầu của các cái trẻ, các học sinh ở các cấp học cao. Đấy, giờ chúng ta mới chỉ là khai thác ở một cái phần nền đầu tiên thôi, thì tôi cho rằng là đến cái thời điểm này thì các cơ sở giáo dục đào tạo nên tập trung vào nhìn lại cái chương trình để có thể là thích ứng và tiến hành các cái hoạt động đào tạo, và người giáo viên sẽ nâng tầm cái chất lượng của giáo viên và đảm bảo được cái yêu cầu cho cái giáo dục đặc biệt các cấp học cao. Các cái địa phương mà có các trung tâm và các cái cơ sở giáo dục thì theo tôi là cần phải xây dựng một cái những cái mô hình hay là đảm bảo được những cái tiêu chuẩn của các cái trung tâm. Hiện nay rất là nhiều trung tâm, hiện nay rất là nhiều các cơ sở mọc lên, thế nhưng mà việc là thực hiện theo đúng cái tiêu chuẩn và đáp ứng được đúng cái nhu cầu của cái người khuyết tật thì vẫn còn có những cái phần mà chúng ta phải cho rằng là cái tiêu chuẩn nó càng ngày nó càng phải được đặt lên cao hơn nữa. Thì tôi cho rằng là những địa phương, các địa phương mà chưa có thì nên là có các cái chương trình để đi tham quan, học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm với các cái trung tâm có bề dày ở khu vực của mình, và cũng như là nghiên cứu để mà có thể là phát triển một cách đúng hướng nhất và cũng tận dụng được những cái nguồn lực mà hiện nay các cái cơ sở đang có, những cái cơ sở giáo dục đang có. Đối với trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương thì trung tâm chúng tôi cũng sẽ sẵn sàng đấy, sẵn sàng để mà có thể là tham gia vào, và cũng ví dụ như Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam, rồi là trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương, các cơ sở giáo dục, các cơ sở đào tạo, hoặc là những cái trung tâm có bề dày nhiều năm về rối loạn phát triển hay là về giáo dục cho học sinh khiếm thính thì sẽ là thực hiện, sẽ đảm đương và sẵn sàng tham gia vào với lại cái việc phát triển chất lượng giáo dục cho cái hệ thống. Và trên đây thì là những cái nội dung mà trong phần báo cáo thì tôi cũng xin phép là được trình bày với một cái thời gian có hạn, và rất mong là các quý vị sẽ, nếu như có cái câu hỏi gì thì chúng tôi cũng sẽ xin được là chia sẻ. Và rất chân thành cảm ơn. Xin được trân trọng cảm ơn tham luận của tiến sĩ Lê Thụy Thúy Hằng. Tiếp theo, xin trân trọng kính mời đại diện Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp, Giáo dục Thường xuyên quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, bà Tô Thị Trà Ly, Giám đốc Trung tâm, lên trình bày tham luận với chủ đề Thực trạng và một số giải pháp hiện nay về giáo dục đặc biệt, hỗ trợ giáo dục đặc biệt cho học sinh, học viên tại các cơ sở giáo dục thường xuyên, cơ sở giáo dục đặc biệt. Xin trân trọng kính mời bà. Hữu Độ, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, kính thưa ông Đại sứ Vương Quốc Anh, và kính thưa các đồng chí, các ông bà đại biểu dự, tôi xin được báo cáo chuyên đề về thực trạng một số cái giải pháp hỗ trợ giáo dục đặc biệt cho học sinh tại các trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên và các cơ sở giáo dục đặc biệt. Tôi xin được nhanh về thực trạng. Thứ nhất là xin được báo cáo về cái mạng lưới về cơ sở giáo dục hỗ trợ trẻ em khuyết tật. Thì ở Việt Nam là có các cái trường chuyên biệt về giáo dục đặc biệt, có các cái trường, hệ thống các cái cơ sở giáo dục như trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, các trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên thì đón nhận học sinh đến học hòa nhập, thì mạng lưới ở toàn quốc, và có các cái trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập. Tại Hà Nội thì các cái cơ sở hỗ trợ học sinh gồm có các cái trường chuyên biệt, thì có 3 trường công lập, 3 trường chuyên biệt trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo, và có các cái trường chuyên biệt thuộc Ủy ban Nhân dân quận huyện quản lý, và cũng tùy từng quận huyện, cũng không phải quận huyện nào cũng có. Có các cái cơ trường phổ thông, trung tâm giáo dục thì cả công lập và tư thục đón nhận học sinh học hòa nhập, và các cái trung tâm hỗ trợ hòa nhập thì ở Hà Nội đa phần là các cái trung tâm tư thục, không có những trung tâm công lập ạ. Cũng về cái thực trạng ở các trường chuyên biệt thì chúng tôi cũng có trao đổi với các cái trường và nắm bắt và biết được cái khó khăn của các cái trường chuyên biệt, nhất là về cái số lượng học sinh, do tại Hà Nội thì chỉ có 3 trường chuyên biệt và có một số trường nằm ở số quận huyện,
nên cái nhu cầu học sinh thì cũng rất đông vì nó đang tăng lên hàng năm. Thì do vậy cái số tại các trường chuyên biệt thì số học sinh theo học là đông trên một lớp, và cái lượng giáo viên thì cũng có những khó khăn bởi cái lượng giáo viên cũng còn theo cái biên chế giao thì cũng còn những cái khó khăn vì số lượng cũng như là việc tuyển dụng. Ngoài ra thì các trường cũng có những khó khăn về cơ sở vật chất và thiết bị dạy học. Về tại trường, các trung trường phổ thông và các cái trung tâm giáo dục thường xuyên thì hàng năm chúng tôi cũng đón nhận học sinh theo học học tập hòa nhập. Các em có những khó khăn trong học tập, học sinh khuyết tật thì theo học thì có những khó khăn khi chúng tôi đón nhận học sinh đến học. Thứ nhất là về giáo viên, tại trong trường thì không có những giáo viên về chuyên biệt mà là giáo viên các thầy cô giáo dạy ở các bộ môn bình thường. Thế do vậy khi đón nhận học sinh thì chúng tôi cũng các giáo viên cũng gặp những khó khăn trong quá trình hỗ trợ các em, bởi vì là cũng không được đào tạo qua những kỹ năng để làm việc với học sinh khuyết tật. Thế do vậy là cái việc mà giáo viên cũng có khó khăn nhất định. Về các cái học sinh khi theo học thì các em đến học thì cũng theo học tại các cái lớp, nhưng còn lại là theo quy định thì các học sinh khuyết tật thì sẽ có những chương trình hỗ trợ cá nhân riêng, tuy nhiên là cũng rất được ít thực hiện mà các em các giáo viên, bởi vì đa phần là giáo viên cũng đã làm việc với thời gian trên lớp mà với cái lượng học sinh bình thường, với khối lượng công việc cũng đã rất là đông, rất là vất vả rồi ạ. Thế do vậy là các học sinh này thì cũng ít được hỗ trợ, ít được thực hiện các cái chương trình hỗ trợ cá nhân. Ngoài ra việc giảng dạy vì thiếu những kiến thức, thiếu những kỹ năng làm việc với học sinh khuyết tật nên là việc giảng dạy cũng sẽ có những cái khó khăn nhất định để hỗ trợ các em được hiệu quả. Rồi công tác kiểm tra đánh giá thì cũng cần được nhiều cái sự hướng dẫn hơn nữa để thực hiện đối với đối tượng học sinh này. Tại trung tâm của chúng tôi là một cái đơn vị, chúng tôi hiện nay đang có khoảng 500 học sinh theo học văn hóa, thì năm học này có 15 học sinh khuyết tật và các em đang theo học hòa nhập tại trung tâm, và với mỗi lớp thì có khoảng từ 2 đến 3 em đang theo học. Tại trung tâm chúng tôi cũng có hỗ trợ một cái nhóm học sinh khuyết tật nặng. Lớp này gọi chúng tôi gọi lớp tình thương Kim Giang, có khoảng 15 em thì theo học thì trung tâm cũng hỗ trợ. Và tại cái lớp số 2 này thì chúng tôi cử một giáo viên dạy trực tiếp tại lớp và dạy các em về các cái kỹ năng xã hội như là học tập, học tính toán và học đọc. Và tại trung tâm thì từ năm 2020, Ủy ban Nhân dân quận có giao cho trung tâm sẽ hỗ trợ học sinh khuyết tật đang học tập tại các trường học trên địa bàn quận. Thì quận đã thực hiện cái nhiệm vụ này và giao cho trung tâm. Đây là ba cái mảng mà hỗ trợ học sinh khuyết tật trung tâm đang thực hiện ạ. Tôi cũng xin báo cáo một nội dung thứ hai, đó là mô hình hỗ trợ học sinh khuyết tật của quận Thanh Xuân. Với cái việc là học sinh tại quận Thanh Xuân thì có hơn 40 trường trung học cơ sở, tiểu học và mầm non. Và với cái lượng học sinh đang tăng lên ở các trường thì quận cũng nhận thấy có những khó khăn của giáo viên khi có học sinh học hòa nhập. Nên từ năm 2020 thì Ủy ban Nhân dân quận đã ban hành một cái kế hoạch về hỗ trợ học sinh khuyết tật đang học tập tại các trường tiểu học, trung học cơ sở công lập trên địa bàn quận. Quận có giao nhiệm vụ cho phòng giáo dục đào tạo, giao cho trung tâm. Trong đó thì giao cho trung tâm của chúng tôi cái chức năng được thực hiện như một trung tâm hỗ trợ hòa nhập công lập trên địa bàn. Và cũng giao nhiệm vụ cho các trường học thì cũng sẽ tạo điều kiện tối đa để thực hiện. Với cái hỗ trợ của quận thì quận có bố trí là tại học sinh tại các trường thì các nhà trường sẽ bố trí một cái cơ sở vật chất, một cái phòng hỗ trợ hòa nhập, và hàng tuần thì trung tâm sẽ đưa các cái giáo viên về chuyên biệt đến hỗ trợ học sinh. Vậy thì quận hỗ trợ về nhân sự là trong chúng tôi hợp đồng với các chuyên gia, với các giáo dục, các giáo viên, hỗ trợ về tài chính và cấp kinh phí trả lương. Và hiện nay thì chúng tôi đang tập trung đang thực hiện tại 5 trường, có 35 học sinh khuyết tật tại các trường tham gia. Và tại các trường này thì hàng tuần các em sẽ được hỗ trợ từ 3 đến 6 giờ, hỗ trợ theo nhóm từ 3 đến 6 giờ ạ. Về các cái nội dung như là về các cái tư duy, rồi là về ngôn ngữ, về giao tiếp hay là các cái mỹ thuật, hoặc là chúng tôi dạy các em học sinh về kỹ năng xã hội. Xin được giới thiệu hình ảnh cái mô hình chúng tôi đang thực hiện tại 5 trường ạ, trong đó có 3 trường tiểu học và 2 trường trung học cơ sở. Với nhóm học sinh tiểu học thì chúng tôi đang hỗ trợ như thế này ạ. Một tuần sẽ có, hiện nay đang có được 6 giờ trong một tuần ạ. Thì đây là trường tiểu học Nguyễn Trãi của quận ạ. Là hoạt động. Thì các cô giáo sẽ hỗ trợ các em học sinh. Với cái nhóm trung học cơ sở thì chúng tôi có hỗ trợ. Đây là cái nhóm các em đang được học về các cái kỹ năng, về
tự phục vụ bản thân ạ. Thì các em học sinh được hỗ trợ như vậy thì có những cái phản hồi rất là tốt từ phía phụ huynh, học sinh, cũng như là cái kết quả hỗ trợ các em nó có những cái chuyển biến ạ. Tôi cũng xin được báo cáo nội dung thứ ba là những cái giải pháp và những cái đề xuất. Thứ nhất là xin báo cáo đầu tiên về những cái giải pháp thì tôi nghĩ rằng với việc thực hiện với trong cái điều kiện hiện nay thì chúng tôi cũng sẽ cố gắng, các nhà trường cần cố gắng thực hiện tốt các cái nhiệm vụ về hỗ trợ học sinh khuyết tật, bởi vì văn bản của nhà nước từ các luật đến các cái văn bản của chính phủ cũng như Bộ Giáo dục Đào tạo thì cũng đã rất là nhiều những văn bản quy định về cái nội dung hỗ trợ học sinh khuyết tật rồi, thì các trường sẽ thực hiện thật là tốt cái nội dung này thì cũng đã là rất là tốt ạ. Ngoài ra thì các nhà trường cũng sẽ cần bồi dưỡng các giáo viên kiến thức về giáo dục đặc biệt, các giáo viên đang dạy hỗ trợ những cái lớp học sinh có học sinh này thì cũng cần được bồi dưỡng liên tục ạ. Và các nhà trường thì thường xuyên thực hiện hỗ trợ học sinh. Tôi xin được đề xuất cái giải pháp thứ hai ạ. Xin được đề nghị ngành giáo dục rồi chính quyền địa phương có những biện pháp giải quyết những khó khăn về giáo dục đặc biệt như đã nêu trên. Chúng tôi cũng suy nghĩ rằng là để có thể hỗ trợ học sinh khuyết tật hiệu quả thì thực sự là cần có những giáo viên chuyên biệt về cái nội dung này, và các nhà trường thì cần có cái giáo viên để có thể hỗ trợ được học sinh một cách hiệu quả. Thì cần được ở mỗi trường cần có các cái trường có học sinh hòa nhập đấy, thì mỗi nhà trường cần có được học giáo viên, còn có biên chế về giáo viên về mảng công việc này. Chúng tôi cũng xin đề xuất là cần tăng thêm mạng lưới các cơ sở hỗ trợ giáo dục để hỗ trợ học sinh khuyết tật. Ví dụ như cũng rất là nên cần thành lập tại các cái quận huyện các cái trung tâm hỗ trợ hòa nhập công lập ở trên địa bàn, và các cái trung tâm này sẽ có hỗ trợ cho các cái học sinh tại các trường tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn, giống như mô hình chúng tôi đang thực hiện thí điểm tại quận Thanh Xuân thì cũng đã hỗ trợ cho các trường được khá nhiều. Đề nghị cũng tăng thêm, thành lập thêm các cái trường chuyên biệt, vì tôi được biết là cũng rất là nhiều tỉnh thành hay cũng chưa có trường chuyên biệt, hay là ngay ở Hà Nội với có 3 trường chuyên biệt công lập cấp sở thì cũng rất là khó khăn để có thể đáp ứng được nhu cầu. Hoặc là cũng khuyến khích thêm các cái mô hình mới để có thể hỗ trợ cho cái mảng hoạt động đặc biệt này ạ. Và chúng tôi cũng suy nghĩ là cũng rất là cần, ngoài cái việc hỗ trợ học sinh thì học sinh cũng rất là cần được hỗ trợ về dạy nghề rồi việc làm, rồi nhà nước bố trí ngân sách và chính sách ạ. Xin đề xuất thứ ba. Mong với Bộ Giáo dục và các cơ quan quản lý sẽ tạo điều kiện cho cán bộ quản lý, cho các giáo viên được học tập, được bồi dưỡng về công việc hoạt động giáo dục đặc biệt và được bồi dưỡng từ trong nước cũng như từ các chuyên gia quốc tế ạ. Và cũng rất mong muốn chúng ta sẽ tiếp tục hoàn thiện thêm hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực giáo dục đặc biệt, như quy định về việc thành lập các cái trung tâm hỗ trợ hòa nhập công lập, hay cũng rất là mong muốn là về lâu dài chúng ta đã có những cái luật về giáo dục, luật về người khuyết tật, thì cũng rất mong muốn có lâu dài thì nhà nước sẽ có cái luật giáo dục dành cho người khuyết tật, thì như vậy sẽ có nhiều hơn những cái văn bản cũng như cái cơ sở pháp lý để cho các cái địa phương sẽ thực hiện cái hoạt động giáo dục đặc biệt ạ. Trên đây thì tôi đã báo cáo xong các nội dung ạ. Xin được cảm ơn các đại biểu ạ. Xin được trân trọng cảm ơn tham luận của bà Tô Thị Trà Ly. Tiếp theo, xin mời hội thảo cùng lắng nghe tham luận trực tuyến đến từ đại diện trường Đại học Greenwich, Vương quốc Anh, bà Emma Longley, trưởng nhóm học thuật cho khóa học chứng chỉ sau đại học, dành cho điều phối viên nhu cầu giáo dục đặc biệt, sẽ chia sẻ các nội dung như sau: giới thiệu thông tin chung về nhu cầu giáo dục đặc biệt tại Vương quốc Anh và cách Vương quốc Anh đào tạo đội ngũ lãnh đạo trường, thực hành trong môi trường học thật, các thay đổi tích cực lên trường học và khung pháp lý tại Vương quốc Anh khi thực hiện hóa việc đào tạo chuyên sâu này. Xin trân trọng kính mời. Good afternoon, delegates and distinguished guests. My name is Emma Longley, and I am the program leader for the SENCO program, which is a special educational needs coordinator program at the University of Greenwich in London. I'm here today to explain to you a little bit of an overview about how SEN works in the UK, and also to explain how we train our leaders in schools to be able to provide a really good high quality education for children with SEN.
So SEN in the UK is underpinned by a number of pieces of legislation. These are produced by the government and by experts in the field to ensure that there is consistency across all of the different areas of SEN that we support children with. So from early years all the way through to supporting students in higher education. And the SEN Code of Practice, which is the statutory guidance that we all adhere to, is in place for children from zero when they're born, all the way through to young people who are 25. So the support is there in order to ensure that they get the support they need whenever their needs are identified. Early intervention is really important to ensure that children get the support in their schools. And we have guidance on the Equality Act, which talks about protected characteristics. So children who are our most vulnerable children, who have special educational needs, will get the support. And there are very specific guidelines for everybody who works in education and also in the health environment to ensure that our guidance is consistent across the country. In the UK, we educate the majority of our children with SEN in mainstream schools. Some children who have the most level of need will be assessed for an education and healthcare plan. And some of those children will be educated in a special or alternative provision. So that is for the children with the most severe and complex needs. There is a growing move in the UK to have additional support in school. So in mainstream schools, there is sometimes an attached unit, a special provision, where children can integrate more effectively with mainstream. So for example, they may, in the school where I was a head teacher, we had an opportunity for children who had speech and language needs to be able to be educated by specialists. But then when we had activities such as physical education, the children would be able to come over into the mainstream school and work with our mainstream children. The other thing that we are governed by is Ofsted in the UK, and Ofsted inspect all schools and provisions. There are very clear guidance for what schools should be doing to ensure that the children get the right provision. There's also very clear guidance on safeguarding to ensure that children are kept safe, and the opportunities for that to be inspected is very high profile. And it's one of the key factors in an inspection in a UK school as to whether children are being kept safe. And that applies to children who are vulnerable with SEN as well. So the guidance there on the screen pushed to the specific legislation. Some of these documents are quite lengthy, so there is a summary at the beginning if you are interested in learning more about them. There are four key areas of SEN that we use in the UK. So there are there on the screen. So cognition and learning, social, emotional, mental health, communication and interaction, and sensory and physical needs. Children are assessed by education professionals and by health professionals to identify the area of need. So, for example, children might be identified as being having autism, or they may have dyslexia or speech and language needs. And those are categorised into one of these areas. There is a lot of co-concurrence between the areas, and that means that a child who's been diagnosed with a specific area of need may well fall into different categories and need different kinds of support. And we talk about inclusion in the UK as being a neurodiversity. So children's brains, children's ways of learning may vary. And what we want to be able to do is to support them in our mainstream and our special provisions to ensure that they get the support that they need. You'll notice there that behaviour isn't identified as a special need, but actually the way that we view it in the UK is that behaviour is a form of communication, and we develop really secure relationships with our children through the adult interactions, but also through the environment that they work in to ensure they get the support and the understanding of the need that they may have. We prioritise high quality inclusive teaching. And these ideas are kind of developing and changing all the time. So key things for us to consider are the role of the teacher. And there is guidance for teachers in schools about how they would support children's learning.
And how they would adapt their teaching to ensure that it meets the needs of the children that they're working with. This involves things like thinking about the language we use and the way in which we communicate. And that is supported by our special educational need coordinator, who is a leader within the school. But the responsibility for the progress of the children lies with the class teacher, with support of other people who would interact at appropriate times. We work very hard to ensure that there is a very clear understanding of what the children need, and that involves working really closely with families to ensure that they have a really clear idea of how they can work with us in partnership to develop the child's capacity for learning and access to the curriculum. Is a very important that we plan inclusive lessons, and we think about the pedagogy that underpins our work, and thinking about the barriers and the challenges that might be in place for our children, and how we can work with additional adults like teaching assistants in classrooms, and actually enabling people to have access to remote education as well. The environment in the classroom is very important, and we think about the resources and the implications for our children in the classrooms, including children who might have sensory needs. One of the big challenges for children with SEN can sometimes be the times when things are unstructured, like break times, play times, and also transitions between lessons. So in the UK, our SENCO training covers everything from early years through to primary, secondary, and into further education. So we consider all the different needs of children at different points in their learning. The UK also provides subject-specific guidance, particularly for children who are young people that are learning in secondary school education, and that gives us a really clear idea about how we can adapt our teaching to meet the needs, for example, in a maths lesson or a science lesson or an English lesson. The approach that we use in the UK to support children with SEN is called our graduated approach. And it identifies the child as being at the centre of the process. So we assess the child's needs and then we plan for those needs. We implement that in the classroom and then that is regularly reviewed. If a child has the highest level of need, an EHCP, they have an annual review, but most schools would offer the opportunity for parents to work with them up to six times a year. The norm is about once a term. So every term, the child would meet with the parent and with the external agencies and with the school support to ensure that they are everyone is understanding the needs that the child has. We put in place very specific ideas to scaffold learning. So we think about the level of need in terms of those broad areas I've just explained to you. And we ensure that children get the support that they need. One of the other really important things is about teacher wellbeing and workload. We understand the challenges that are presented to us, and it's a continuing journey for us in terms of identifying how we can improve support and provision. At the University of Greenwich, I run the SENCO programme and I work with a national group of people who also lead programmes within the UK. I work in a higher education institute, so in a university, so the support that we provide for SENCOs as experienced teachers is a really important part of the work that we're doing to progress provision for education in the UK. So there is a link here to the award that SENCOs work towards. The importance of this is that they SENCOs who have are new in post have to complete this qualification within 3 years of taking on a post as a special educational needs coordinator. The course is also open to people who aspire to be SENCOs, and the learning outcomes go in, there's professional knowledge and understanding, leading and coordinating provision, and also personal and professional conduct. So it's about developing an inclusive environment in the school. The way that the Greenwich course works is that we teach SENCOs over 10 days over a course of one academic year, and we train SENCOs who are early years, primary, secondary and FE, further education environments.
They have an academic assignment they have to complete. So they have to complete research, they have to read, they have to look at current research in the field. And the opportunity that the Greenwich course gives them is that they have opportunities to go and learn in with other SENCOs in schools. So we have expert presenters who come and speak from a special education, from alternative provision, from early years and primary and secondary settings. And they have the opportunity then to go, the students go into the schools and they can see other provision as well, which is a really important part of the work that we do in order to build the community and to build that understanding, a shared understanding of what inclusion can look like. A good example of success that we had last year from one of our SENCO teachers, he is an assistant head in a selective grammar school, and he has come back to talk to us this year about the success that he's had, which is fantastic to hear. And he reports that as a result of the course and a result of the training that he's had, the pupils in his school are more confident and motivated to learn. They can self-regulate their behaviours and they have good learning aptitudes. Children know their targets and they know how to make progress. He also reports that parents know how to support the school and how the school can support them. And sharing information and communication is an essential part of that process. Parents feel valued and welcomed and can support the school's decisions. And this is a really important move that happened when we introduced the code of practice for SEN in the UK in 2014, that there was going to be greater partnership with parents who know their children and support them when they are not in the school. He also reported that teachers understand how to deliver quality first teaching and the graduated approach. And they can build relationships with children with SEN and have an empathy and understanding. And they also take time to familiarise themselves with policy. As I said before, legislation is quite significant. There's a lot of it. And so the SENCO's role is to coordinate that provision, but not to implement it. So the class teachers would be responsible for the doing and the leader in the school is responsible for coordinating that support. Teachers must have high expectations, and he also reported as a result of doing his course that teachers are working much more closely with learning support assistants now as well. And they develop good relationships with the children and the young people in their schools. And so relationships, communication and behaviour all improves as a result. One of the key factors as well was that he reported that governors in schools and head teachers also understood the importance of SEN. And one of the things that we're really pushing for is that SENCOs are senior leaders in schools and they have an oversight of the provision for the whole school. If you'd like to know more, the guidance on the learning outcomes is there on the screen. And also we have the opportunity for you to have a look at what the course involves. I'm also very happy for people to contact me if it would be of any interest to kind of support your understanding of more about our system. If you would like to know more, we have an organisation in the UK called NASEN. They produce fantastic guidance for schools and for parents. And the support there involves things like condition-specific videos to understand how we approach SEN in the UK, but also guidance for teachers and leaders in schools as well. There is a significant move at the moment by the government to change the way that we train SENCOs, and we have a consultation document out at the moment. And the guidance there is that we would move towards a different model of training. So it's in consultation at the moment. And again, I've put a link there on my slides for you to have a look at that. There's also a big move to move away from what we used to call differentiation into adaptive teaching. So this is quite a significant change. And universities are just kind of using the research that informs that approach with early career teachers and with trainee teachers. So in my other role, I train student teachers with 25 years of experience and has been a head teacher and working in a lot of schools in the London and Southeast England area. I support that training of inclusion for our newest teachers. And that's a really important part of our process to ensure that teachers coming into the profession have a really good understanding of what SEN looks like and how to develop an inclusive environment. So if you're interested, the guidance there. And the core content framework is for initial training, so when they're in the university system, and then there's guidance for teachers in their first 2 years of teaching to ensure that they have the support that they need.
Thank you for listening today, and thank you for the opportunity to speak to my distinguished guests and delegates around the world. It's a great opportunity for us to work together, and I very much look forward to being involved in the rest of the conference this morning. Thank you very much. Vâng, xin được trân trọng cảm ơn tham luận của bà Emma. Tiếp theo, xin trân trọng kính mời đại diện Trung tâm Sáng kiến Sức khỏe và Dân số, dự án ứng dụng phần mềm thông tin trong phát hiện và chăm sóc trẻ tự kỷ A365, bà Vũ Song Hà, Phó Giám đốc Trung tâm Sáng kiến Sức khỏe và Dân số lên trình bày tham luận mô hình phát hiện sớm và can thiệp trẻ rối loạn phát triển tại cộng đồng, ứng dụng công nghệ thông tin và tập huấn người chăm sóc. Xin trân trọng kính mời bà. Vâng, kính thưa tất cả các quý vị đại biểu, thay mặt cho Trung tâm Sáng kiến và Sức khỏe Dân số, chúng tôi xin phép trình bày rất ngắn gọn cái chương trình của chúng tôi. Hiện nay chương trình của chúng tôi là từ cái góc nhìn của bên y tế. Vì xin giới thiệu với cả tất cả quý vị đại biểu là tôi không phải là bên giáo dục mà là bác sĩ, và hiện nay đang làm cái chương trình liên quan đến về sức khỏe cộng đồng cho các cái trẻ em khuyết tật. Vâng, tôi cũng xin phép chỉ trình bày rất là ngắn gọn vì chúng ta cũng biết là cái thời gian chúng ta chỉ có 10 phút. Tất cả các quý vị đại biểu đây đều làm trong cái ngành giáo dục đặc biệt thì đều cũng biết được rằng là phát hiện sớm thì sẽ tăng cái hiệu quả của can thiệp sớm, và điều đó thì sẽ giúp cho trẻ có thể phát triển được tốt hơn và sau này có những cái nhiều cái đóng góp cho trẻ trong quá trình trẻ lớn lên. Và việc theo dõi phát triển thì hiện nay chưa được đưa vào cho các chương trình thường quy trong việc là chăm sóc y tế của trẻ. Và chúng tôi cũng rất vui mừng khi được biết rằng là cái hệ thống mầm non chúng ta luôn luôn có cái việc theo dõi các phát triển của trẻ. Và chính vì vậy bên dự án của chúng tôi thì cũng có những cái hợp tác khá là chặt chẽ với các sở y tế của Quảng Trị, Huế và Quảng Nam để chúng ta có thể thực hiện được cái việc phát hiện sớm, sàng lọc phát triển, phát hiện sớm những trẻ có rối loạn phát triển. Và một bên cạnh đó nữa là chương trình của chúng tôi cũng nhận thấy là nhận thức về phát triển của trẻ thì còn khá hạn chế, và không chỉ có nhận thức của người dân mà của cả cán bộ y tế. Khi chúng tôi cũng làm những cái lớp tập huấn cho cán bộ y tế ở tuyến xã thì rất là nhiều người thì cũng còn rất bỡ ngỡ với các cái mốc phát triển của trẻ, đặc biệt là những cái người mà hiện nay cũng đã sang các cái tuổi mà lâu rồi họ còn không còn nuôi con nhỏ nữa, nên những cái kiến thức liên quan phát triển thì thực sự ở bên ngành giáo dục mầm non là rất là mạnh so với cả bên ngành y tế. Chính đó là lý do chúng tôi phát triển cái website cũng như là app A365 để giúp cho chúng ta có thể phát hiện sớm các cái rối loạn phát triển và cung cấp những cái video để giúp cho các gia đình, các cô giáo thì có thể là giúp cho việc là hỗ trợ cho trẻ có thể phát triển các kỹ năng của mình. Thì bên dự án của chúng tôi là bên Trung tâm Sáng kiến Sức khỏe Dân số xây dựng với các cái chuyên gia của các cái trường đại học quốc tế cũng như là các cái trường đại học ở trong nước và với Bệnh viện Nhi Trung ương thì đã xây dựng cái phần mềm này từ năm 2015 trong cái khuôn khổ dự án là chăm sóc thông minh cho trẻ tự kỷ, được cái sự hỗ trợ của Grand Challenge Canada là một tổ chức mà sử dụng cái nguồn hỗ trợ của rất là nhiều các tổ chức đó, trong đó có chính phủ Canada, cũng như sau này chúng tôi tiếp tục nhận được những cái nguồn hỗ trợ của USAID thông qua dự án Tôn Lớn Mạnh từ năm 2018-2021 và dự án Hòa Nhập từ năm 2021-2025. Tại vì chúng ta cũng đều biết rằng là xây dựng cái app thì đấy đã là một cái công sức rất lớn rồi, nhưng mà để duy trì, tiếp tục phát triển và nâng cấp có cái đội ngũ để có thể mà tiếp tục hỗ trợ cho phụ huynh cũng như giáo viên thì đòi hỏi cái nguồn lực không hề nhỏ. Hiện nay trên A365 của chúng tôi, cả website và cả app, nếu các quý vị, các bạn cũng có thể lên trên cả Google, trên Android cũng như là trên của bên chỗ iPhone thì đều có thể download được các cái app này. Thì hiện nay đang có 6 các bộ công cụ giúp theo dõi phát triển, đó là bên chỗ ASQ mà chúng tôi được biết là ngành bên chỗ Bộ Giáo dục thì hiện nay chúng ta cũng đã có những cái công văn chỉ đạo là áp dụng đối với trẻ mầm non, hay là MChat là bộ về sàng lọc về tự kỷ, bộ sàng lọc liên quan đến vấn đề về cảm xúc và hành vi, bộ liên quan đến vấn đề sàng lọc vấn đề về giấc ngủ, về vấn đề về ăn uống và về tăng động giảm chú ý. Đây là những cái bộ chúng tôi xin phép các bản quyền
và chuyển thể từ các cái bản giấy sang trên phần mềm để giúp chúng ta khi chúng ta làm thì nó sẽ đưa ra được những cái gợi ý với kết quả để giúp cho xem chúng ta có thể biết được là trẻ có nguy cơ hay không. Và sau đó thì sẽ có những chuyển gửi để chúng ta có thể làm công tác đánh giá liên quan đến bên y tế. Cái đối tượng sử dụng của phần mềm của chúng tôi thì liên quan thì bao gồm có cả phụ huynh, có con nhỏ, phụ huynh, có con có rối loạn phát triển, giáo viên, mầm non, giáo viên giáo dục đặc biệt và cả cán bộ y tế. Và bên sau khi có những cái kết quả thì các bạn cũng có thể sử dụng các cái video giúp cho việc hỗ trợ cho trẻ can thiệp. Thì chúng tôi có chia ra là 8 nhóm chủ đề trên cả website và cả app. Thì các cái video này kéo dài trong thời gian từ khoảng là từ 3 phút cho đến 5 phút. Ở đây hiện nay, ở trong cái khán phòng của chúng ta hiện nay thì có cô Thúy thì cũng là tham gia xây dựng các cái video này trong cái giai đoạn ban đầu. Và chúng tôi chia ra các cái chủ đề khác nhau để cho giúp cho mọi người có thể giúp cho trẻ có thể can thiệp được. Ở đây là một số kết quả của chúng tôi là sau nhiều năm chúng tôi có thử nghiệm và triển khai thì hiện nay trên cả 63 tỉnh thành thì đều có người sử dụng các cái website cũng như app của chúng tôi. Có hơn 221.000 bài sàng lọc đã được thực hiện. Hiện nay đây là con số cập nhật của đến tháng 2, chứ còn chúng tôi cũng biết là trong tháng 2 và tháng 3 thì bên dự án cũng đã phối hợp với Sở Giáo dục của Quản trị và hiện nay cũng đã có hơn 35.000 trẻ cũng đã được sàng lọc trên cái của chúng tôi. Đã có gần 8.000 phụ huynh sử dụng cái chức năng can thiệp và có hơn 200 video hướng dẫn. Và một cái điều là bên chỗ A365 thì cũng đã được đưa vào cái hướng dẫn cái bộ công cụ phát hiện rối loạn phổ tự kỷ trẻ em do Bộ Y tế ban hành vào tháng 5 năm 2020. Song song với điều đó, chúng tôi cũng làm các chương trình tập huấn kỹ năng cho người chăm sóc. Thì như các quý vị đều biết là chương trình chăm sóc này thì ở đây cũng có tiến sĩ Kim Hoa bên Viện Khoa học thì cũng có tham gia. Và chúng tôi trong lúc ban đầu thì chúng tôi cũng xem là có thể đưa cái chương trình tập huấn nào cho phụ huynh về đây, cũng như trong quá trình mà chúng tôi chỉnh sửa dịch thuật gọi là thích ứng tại Việt Nam. Và được hiện nay đều đã được là bên Bộ Y tế thì cũng có đưa vào trong cái hướng dẫn chẩn đoán và can thiệp cho trẻ phổ tự kỷ được ban hành vào tháng 7 năm 2022. Đến vậy chúng tôi là tổ chức của chúng tôi là cơ quan nghiên cứu và triển khai. Tất cả những cái hoạt động này thì đều có cái sự tham gia của các cái Bộ Y tế, các bệnh viện và các trường đại học để tham gia vào để đưa cái tính ứng dụng của nó được phổ cập hơn. Với đây là giới thiệu qua về cấu trúc của chương trình có 9 tuần và cũng như có các cái buổi đến thăm nhà để mà giúp cho các phụ huynh có thể học được những kiến thức này và có thể can thiệp cho trẻ. Hiện nay chúng tôi đã thử nghiệm, chúng ta đã triển khai trên 46 lớp tại trên 550 gia đình và trong thời gian tháng 3 thì cũng đã triển khai thêm 6 lớp nữa. Song song với các cái chương trình tập huấn trực tiếp thì chúng tôi cũng có các cái chương trình tập huấn trực tuyến, đó là chương trình can thiệp vui và hiệu quả, cũng theo cái cấu trúc là có các cái 9 tuần với các video đã ghi sẵn trên nền tảng e-learning, với có các cái buổi tập huấn chung cho phụ huynh và những cái buổi mà hướng dẫn một. Đây là một cái chương trình đầu tiên mà chúng tôi đưa gọi là thương mại hóa. Đây là cũng là một cái yêu cầu và cũng là cái nhu cầu của phụ huynh, vì trong bối cảnh của các cái dự án hiện nay chúng tôi chỉ có thể giúp được phụ huynh ở một số tỉnh, thì các cái phụ huynh ở các cái tỉnh khác cũng như nhiều phụ huynh ở trên thế giới thì họ cũng có cái nhu cầu là được tiếp cận với nguồn lực. Chính vì vậy cái chương trình này được đưa ra với mong muốn là có thể tiếp cận đối với những gia đình có khả năng chi trả. Thì hiện nay chúng tôi cũng đã tổ chức được 27 khóa dành cho hơn 500 các cái gia đình, có rất là nhiều các phụ huynh ở các cái nước khác nữa. Và chúng tôi cũng đã đưa cái chương trình là tập huấn hỗ trợ hành vi tích cực cùng phối hợp với cả tổ chức Autism Aspect của Úc. Và đây cũng là cái chương trình mà được tài trợ để giúp cho mọi người có thể thực hiện được tốt hơn. Đấy là những cái giới thiệu của chúng tôi để chúng ta thấy là chúng ta có thể ứng dụng một số các cái công nghệ thông tin trong việc cái tăng cường cái phát hiện sớm cũng như là can thiệp sớm hỗ trợ cho trẻ, hỗ trợ giáo viên cho các gia đình. Và qua cái phần thử nghiệm cũng như các hoạt động của chúng tôi cũng đã nhận thấy một số những khuyến nghị như sau. Các cái mô hình sàng lọc trực tuyến thì rất là có khả thi ở những cái bối cảnh mà khi chúng ta chưa đưa được việc mà sàng lọc phát triển một cách nó lồng ghép vào khám thường quy, cũng như là giúp cho các cái giáo viên của chúng ta, giáo viên mầm non có thể
thực hiện được cách rất là dễ dàng. Và sự phối hợp liên ngành giữa bên giáo dục, bên y tế chúng tôi nghĩ là rất là vô cùng quan trọng. Hay là trong ngành y tế thì cũng có sự phối hợp giữa bên tâm thần, bác sĩ Nhi, bên chỗ vật lý trị liệu, hoạt động trị liệu, ngôn ngữ trị liệu, những cái đó thì rất là quan trọng để có thể giúp đỡ trẻ được. Và việc nâng cao nhận thức về khuyết tật của trẻ đối với các gia đình là vô quan trọng. Trong ngày mùng 1, mùng 2 tháng 4 sắp tới đây, chúng tôi cũng tổ chức phối hợp với các cái câu lạc bộ, các cái tổ chức hội nhóm của phụ huynh với bên chỗ các trường đại học, các bệnh viện và tổ chức cái ngày thể thao tại thành phố Huế cho tất cả các cái trẻ khuyết tật trí tuệ, một số trẻ khuyết tật trí tuệ, khuyết tật phát triển đến thành phố Huế để chúng ta làm sự kiện thể thao. Thực ra là dự án thì cũng thể huy động được một phần thôi, cho nên là cũng không thể nào mà hỗ trợ được cho tất cả các trẻ. Thì đây là những cái nỗ lực của chúng tôi để giúp tăng cái nhận thức và chuẩn hóa công cụ đào tạo, quân công cụ chẩn đoán và phân loại khuyết tật, thúc đẩy các dịch vụ. Đặc biệt là chúng tôi cũng rất là mừng khi cuộc họp ngày hôm nay chúng ta ở đây nói đến những cái nhóm trẻ lớn hơn, vì hiện nay chúng ta thấy chúng ta đều làm với những cái trẻ nhỏ, và chúng tôi rất mong muốn thu hút sự tham gia khối tư nhân. Trong dự án của chúng tôi có những cái thành công đấy là sự tham gia rất là nhiều các cái trung tâm cá nhân, tư nhân, cũng như chúng tôi mong là có nhiều các cái tổ chức như Nissan Group có thể cùng tham gia vào để có thể thúc đẩy cải thiện chất lượng sống của trẻ khuyết tật cũng như là của các gia đình người khuyết tật. Xin trân trọng cảm ơn. Xin được trân trọng cảm ơn tham luận của bà Vũ Thị Song Hà. Tiếp theo, xin trân trọng kính mời đại diện Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam, tiến sĩ Nguyễn Thị Kim Hoa lên trình bày tham luận nâng cao hiệu quả giáo dục thường xuyên cho người khuyết tật. Xin trân trọng kính mời bà. Kính thưa các quý vị đại biểu ạ, trước hết là cho phép tôi thay mặt Trung tâm Giáo dục đặc biệt quốc gia của Viện Khoa học Việt Nam xin trân trọng cảm ơn các ở vụ giáo dục thường xuyên và ban tổ chức đã có lời mời cho chúng tôi có cơ hội được trình bày ngày hôm nay. Thực ra khi mà nhận lời mời của anh Hải ở vụ giáo dục thường xuyên thì đây là một cái áp lực rất là lớn, và anh nói làm sao mà trong vòng khoảng 5 đến 10 phút sẽ làm sao mà đưa ra được cái nhu cầu của cái giáo dục thường xuyên đối với người khuyết tật và làm sao đưa ra các giải pháp. Và vì thế cho nên là chúng tôi, trong cái nhóm nghiên cứu của chúng tôi thì gồm có tôi và Phó sư Phạm Minh Mục, thì đã làm một cái cuộc review lại một số các cái nghiên cứu để sau đó thì đưa ra những cái giải pháp trên cơ sở những cái số liệu mà các cái công trình nghiên cứu đã có trước. Với cái phần trình bày của chúng tôi ngày hôm nay đó là nâng cao hiệu quả giáo dục thường xuyên cho người khuyết tật. Và tôi cũng rất là may mắn là trong ban tổ chức xếp thì tôi được nói sau các anh các chị. Vì thế cho nên là tôi cũng sẽ xin sử dụng ngay một số những cái minh chứng trong cái bài phát biểu của các anh các chị trước, các diễn giả trước, để làm rõ hơn cho cái bài trình bày của nhóm chúng tôi. Và trong cái phần nội dung trình bày thì chúng tôi làm 3 cái nội dung chủ yếu. Thứ nhất là thực trạng giáo dục thường xuyên cho người khuyết tật ở Việt Nam, và thứ hai là nhu cầu giáo dục thường xuyên của người khuyết tật, và thứ ba là đề xuất một số các giải pháp nâng cao hiệu quả giáo dục thường xuyên cho người khuyết tật. Thứ nhất là khi mà nghiên cứu các cái tài liệu và các cái báo cáo giáo dục thường xuyên thì chúng tôi thấy là so với cả giáo dục đặc biệt thì giáo dục thường xuyên của anh chị điều kiện rất là tuyệt vời. Thứ nhất là một hệ thống rất là đầy đủ các cơ sở giáo dục thường xuyên, hơn 10.000 các cơ sở giáo dục thường xuyên có mặt trên cả nước, và 95% các xã phường thị trấn có các trung tâm học tập cộng đồng đặt tại các cái xã phường và thị trấn, hơn 95%. Và như vậy đây là một cái điều kiện vô cùng tốt để người khuyết tật với những khó khăn cốt lõi của họ có thể tiếp cận ngay các dịch vụ tại cộng đồng, nếu chúng ta làm được đưa giáo dục đặc biệt vào trong giáo dục thường xuyên. Cho nên đây là một điều kiện rất là tuyệt vời. Về thứ hai nữa là bên cạnh về cái số lượng của các cơ sở giáo dục thường xuyên rất là nhiều như vậy thì cái cơ sở vật chất lại khá tốt và tận dụng được rất là nhiều các cái nguồn từ các cái cơ sở có sẵn. Và đặc biệt là đội ngũ nhân viên, cán bộ quản lý, giáo viên rất nhiều, rất đông, đa dạng và phần lớn là đáp ứng đủ về mặt chất lượng và trình độ chuyên môn. Đây là một điều rất là tuyệt vời. Và điều đặc biệt hơn nữa đó là trong giáo dục thường xuyên thì các anh chị thực hiện một chương trình hết sức đa dạng. Giáo dục thường xuyên ở cấp trung học cơ sở, cấp trung học phổ thông, bên cạnh đó còn rất nhiều các cái chương trình đa dạng khác, từ ngoại ngữ, tin học đến các cái chương trình kỹ năng sống. Và việc mà thực hiện và đáp ứng đa dạng các cái chương trình như vậy lại mà là một điều kiện vô cùng thuận lợi để đáp ứng cái chất lượng và cái cơ hội được tiếp cận bình đẳng và học tập suốt đời của người khuyết tật. Thì đây là những cái điều kiện mà tôi thấy là giáo dục thường xuyên rất là tuyệt vời và rất
là có tiềm năng để nếu chúng ta đưa được vào giáo dục trẻ khuyết tật, đưa vào giáo dục trẻ có nhu cầu giáo dục đặc biệt thì đấy là một điều rất là tuyệt vời. Tuy nhiên, trong các cái báo cáo mà chúng tôi tìm kiếm, những cái báo cáo chính thống về giáo dục thường xuyên thì lại không thấy các thông tin liên quan đến việc giáo dục người khuyết tật trong hệ thống giáo dục thường xuyên. Và thực sự đây là một khoảng trống và cần phải lấp đầy trong thời gian tới để làm sao đảm bảo và tiếp cận được công bằng tham gia giáo dục có chất lượng, giáo dục suốt đời của người khuyết tật Việt Nam. Và vì thế cho nên là chúng ta sẽ chuyển sang phần thứ hai, là tôi sẽ điểm qua ở một số các nghiên cứu để thấy rằng là nhu cầu của người khuyết tật Việt Nam tham gia giáo dục thường xuyên như thế nào. Trước hết là các cái số liệu thì thấy rằng là với cái số dân của chúng ta là khoảng 6,2 triệu người khuyết tật và tỷ lệ người khuyết tật ở khu vực nông thôn thì cao gần 1,5 khu vực ở thành thị. Tỷ lệ khuyết tật có xu hướng tăng theo độ tuổi và tỷ lệ nữ thì cao hơn nam. Và dự báo là trong tương lai thì tỷ lệ khuyết tật có thể tăng lên do cái sự già dân số của Việt Nam. Và đây là cái kết quả trong cái báo cáo mà khảo sát quốc gia về người khuyết tật vào năm 2016 thực hiện và công bố vào đầu năm 2019. Thứ hai nữa là khi nói đến việc mà người khuyết tật, học sinh khuyết tật tham gia vào giáo dục phổ thông thì chúng ta thấy là một con số đáng là hơi báo động, cả đáng báo động. Đó là càng lên các cấp học cao hơn thì tỷ lệ trẻ khuyết tật đi học và tỷ lệ trẻ khuyết tật đi học đúng độ tuổi càng giảm. Nếu như ở tiểu học thì các bạn ý khoảng hơn 80%, 88% các bạn khuyết tật được đi học, nhưng cấp trung học cơ sở thì đã giảm. Và đặc biệt là cấp trung học phổ thông thì chỉ còn khoảng 39,35% là đi học. Và số lượng trẻ đi học đúng độ tuổi chỉ còn là 33,56%. Vậy thì các bạn đi đâu? Các bạn không đi học, vậy thì các bạn đi đâu? Các bạn sẽ đi đâu? Đây là một câu hỏi mà chúng ta đặt ra. Trong khi đó thì chúng ta đặt ra đến năm 2030, 90% học sinh khuyết tật của chúng ta sẽ được tiếp cận đúng, đủ và có chất lượng về mặt giáo dục, đặc biệt là giáo dục hòa nhập. Vậy thì những cái con số, những cái khoảng trống như thế này, chúng ta sẽ đặt ra những cái câu hỏi mà chúng ta cần phải giải quyết. Và tôi khi mà nghiên cứu cái nội dung mà Vũ Dục thường xuyên đặt ra thì tôi thấy rằng là đây là một cái câu hỏi và một cái câu trả lời mà nó khá là khả thi nếu mà chúng ta cùng phối hợp và chúng ta giải quyết. Những cái nghiên cứu của Viện Khoa học Dục Việt Nam vào tháng 12 năm 2022, số liệu rất mới tại 3 tỉnh, đó là Đồng Tháp, Sơn La và Vĩnh Phúc, thì cho các con số như sau. Thứ nhất là tại cả 3 tỉnh thì không có học sinh người khuyết tật tại 3 tỉnh này tham gia ở trình độ đại học và cao đẳng. Và trẻ khuyết tật vận động là nhóm trẻ tham gia học tập nhiều ở cấp trung học phổ thông, còn các trẻ nhóm khuyết tật khác thì chủ yếu học ở cấp tiểu học và trung học cơ sở. Và như vậy là so với các nhóm trẻ khác thì trẻ khuyết tật vận động là nhóm trẻ có cơ hội được học tập cao hơn, còn các cái nhóm trẻ khác thì cơ hội học tập là rất là thấp. Đây là số liệu mà tháng 12 năm 2022 khi chúng tôi tiến hành khảo sát tại 3 tỉnh. Và một cái báo cáo nữa mà chúng tôi cũng thực hiện, đó là báo cáo thu thập từ 52 tỉnh trên 63 tỉnh các sở giáo dục gửi về cho Viện Khoa học Dục Việt Nam. Thì cũng có những con số tương tự. 35,81% tổng số trẻ khuyết tật chưa được đi học. Trong số đó, số lượng trẻ khuyết tật chưa đến tuổi đi học ít, chủ yếu 97% rơi vào cái nhóm trẻ là không được đi học bởi vì do cái gì ạ? Do cái điều kiện, hoàn cảnh chủ quan và khách quan. Vậy thì các cháu chưa đi học thì các cháu lại ở đâu? Và chúng tôi cũng tiến hành một cái kết quả khảo sát sâu, phỏng vấn sâu với 42 trên 42 người điếc trưởng thành ở tỉnh Nam Định. Và một cái kết quả đó là không một người điếc nào học hết lớp 9, tức là chưa có một bạn nào tốt nghiệp được ở cấp trung học cơ sở. Mà các em, khoảng một số em rất may mắn được đến trường ở Thầy Hoan, là trường xã Đoàn, tức là phải đi từ Nam Định
đến Hà Nội học ở trường xã Đàn, nhưng học đến lớp 8 lại bỏ học bởi vì điều kiện gia đình khó khăn. Và lúc đó tuổi của các em rất lớn rồi, 18, 20 tuổi rồi, cho nên gia đình bảo thôi đi về. Và vì thế cho nên là các em bỏ học, tức là có 6 trên 42 học sinh là học đến lớp 8 và học ở trường của anh, của thầy Hoang. Thế và như vậy là không có những người điếc để học ở cấp trung học phổ thông. Và vấn đề được đào tạo nghề thì cũng tương tự. Cái cơ hội được tiếp cận với học nghề và nhận được cái việc làm mà có phù hợp với khả năng và nhu cầu đối với cả người khuyết tật là rất hạn chế. Và ở đây thì chúng tôi là thấy rằng là với một cái nghiên cứu thì cứ thấy rằng là trong 100 người từ 15 tuổi trở lên thì chỉ có 7 người khuyết tật được dạy nghề, và trong đó số người không khuyết tật là 22 người, tức là tỷ lệ là gấp 3 lần so với hơn 3 lần so với người khuyết tật. Cái cơ hội là rất là kém. Và ở đây thì các đơn vị là thu nhận người khuyết tật họ cũng không có được cái, họ ít có cái mong muốn là được nhận người khuyết tật vào, do cái việc giao tiếp cũng như là kỹ năng gặp khó khăn. Và từ đó thì chúng tôi xin đề xuất một số những cái giải pháp. Đó, thứ nhất đó là hoàn thiện các cái chính sách về giáo dục thường xuyên cho người khuyết tật. Vừa rồi thì có ý kiến của chị Ly, giám đốc của Trung tâm Giáo dục Thường xuyên quận Thanh Xuân, đưa ra một cái mô hình mà tôi nghĩ là đây là một cái mô hình rất là tuyệt vời. Đã tích hợp Trung tâm Giáo dục Thường xuyên với những cái chức năng của Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Giáo dục Hòa nhập. Đây là một cái mô hình rất là tuyệt vời. Hiện nay mới có 20 trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập trên toàn quốc. Và trong đó thì riêng thành phố Hồ Chí Minh là có 4 trung tâm. Còn lại phần lớn các tỉnh là không có trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục. Họ thiếu rất nhiều các cái điều kiện về cơ sở vật chất, về nguồn nhân lực. Nhưng ở đây mô hình của quận Thanh Xuân là một mô hình rất là khả thi và rất là phù hợp để tiến hành, có thể tiến hành thực hiện cái chức năng của hỗ trợ giáo dục hòa nhập. Tuy nhiên thì ở đây cũng đề cập ra một cái thực trạng, đó là giáo viên của chúng ta ở trung tâm thường xuyên lại chưa có kiến thức và kỹ năng về giáo dục trẻ khuyết tật. Vì thế ở đây cho nên là việc hoàn thiện các cái chính sách truyền thông để nâng cao nhận thức, đào tạo nguồn nhân lực để có thể tiếp cận, để có thể thu nhận được học sinh khuyết tật vào học trung tâm giáo dục thường xuyên là điều rất là quan trọng. Và tiếp theo ấy ạ, đó là việc xây dựng các cái chương trình giáo dục đào tạo phù hợp với đặc điểm của người khuyết tật và các điều kiện kinh tế. Các cái chương trình giáo dục thường xuyên vốn đã rất là đa dạng, nhưng mà nếu như chúng ta tiếp tục hỗ trợ để chúng ta điều chỉnh thêm, phát triển thêm các chương trình này và đưa vào những cái nội dung phù hợp với cả học sinh khuyết tật thì nó sẽ rất là tuyệt. Và nó dễ dàng thích ứng hơn là những cái chương trình mà nó mang tính chất là học thuật cao hơn để dành cho những cái nhóm đối tượng đặc biệt là khó khăn. Và cuối cùng đó là huy động được các nguồn lực xã hội trong cái việc thực hiện của giáo dục thường xuyên cho người khuyết tật. Ở cuối cái slide này thì chúng tôi có một cái video cũng lại là ở trung tâm giáo dục thường xuyên của quận Thanh Xuân, khi mà các anh chị kết hợp với tổ chức VAFA, kết hợp với cả tổ chức của Hội Người Khuyết tật thành phố Hà Nội đã dạy ngôn ngữ ký hiệu cho người khiếm thính và cho gia đình người khiếm thính và thu được cái kết quả rất là tốt đẹp. Tuy nhiên là thời gian thì có hạn và tôi thấy là mọi người đã báo là tôi hết giờ rồi, cho nên là tôi cũng xin không trình chiếu ở đây. Nhưng nếu các anh chị có nhu cầu hoặc giờ ra chơi, nếu mà ban tổ chức cho phép thì chúng ta có thể xem cái video này. Xin trân trọng cảm ơn ạ, các quý vị đã lắng nghe. Xin được trân trọng cảm ơn tham luận của tiến sĩ Nguyễn Thị Kim Hoa. Quý vị thân mến, trước khi bước sang phần tiếp theo của buổi hội thảo, ba tổ chức có chuẩn bị các phần trà và bánh ngọt. Xin mời quý vị đại biểu, quý vị khách quý di chuyển ra phía ngoài của khán phòng và tham gia tiệc nhẹ trong khoảng 15 phút thư giãn. Sau đó, kính mời quý vị khách quý cùng quay lại hội thảo vào lúc 16 giờ với phần tiếp theo của chương trình. Kính mời quý vị đại biểu tham dự trực tuyến nghỉ giải lao trong ít phút và quay lại với hội thảo vào lúc 16 giờ. Xin trân trọng cảm ơn. Okay. Kính thưa quý vị đại biểu, quý vị khách quý, tiếp theo xin trân trọng kính mời đại diện Phòng Giáo dục Đào tạo thành phố Hà Tĩnh, Sở Giáo dục Hà Tĩnh, bà Trần Thị Thủy Nga lên trình bày tham luận thực trạng giáo dục đặc biệt trên địa bàn thành phố Hà Tĩnh, dự án xây dựng trung tâm trường học cho học sinh đặc biệt trong tương lai. Xin trân trọng kính mời bà.
Kính thưa quý vị đại biểu, kính thưa các thầy cô giáo, sau đây tôi xin đại diện cho một đơn vị của tỉnh Hà Tĩnh xin được báo cáo tham luận. Tôi xin trao đổi về thực trạng về giáo dục đặc biệt trên địa bàn thành phố Hà Tĩnh và định hướng xây dựng cơ sở giáo dục cho học sinh đặc biệt trong tương lai tại Hà Tĩnh. Trước tiên, tôi xin khái quát về thành phố Hà Tĩnh. Thành phố Hà Tĩnh là đô thị loại 2 trực thuộc tỉnh và là trung tâm chính trị, hành chính, kinh tế, văn hóa, khoa học, kỹ thuật, giáo dục đào tạo, dịch vụ, là đầu mối giao thông của tỉnh và liên tỉnh. Về giáo dục đào tạo thành phố Hà Tĩnh, thì những năm qua, ngành giáo dục thành phố được sự quan tâm, chỉ đạo của các cấp, các ngành giáo dục thành phố Hà Tĩnh đã chủ động khắc phục những khó khăn, tích cực đổi mới, sáng tạo trong quản lý giảng dạy và học tập và đã trở thành đơn vị dẫn đầu toàn tỉnh về giáo dục toàn diện. Đó là đa dạng hóa loại hình trường lớp, hệ thống giáo dục ngoài công lập phát triển. Hệ thống cơ sở vật chất được đầu tư đồng bộ, chuẩn hóa và hiện đại hóa. Giáo dục đạo đức, kỹ năng sống, ngoại ngữ, tin học, giáo dục thể chất, nghệ thuật thì được thực hiện có hiệu quả. Về chất lượng giáo dục toàn diện, chất lượng học sinh giỏi dẫn đầu toàn tỉnh. Và nhiều mô hình mới được triển khai, trường lớp chất lượng cao, trường lớp trường học thông minh, lớp học thông minh và hệ sinh thái các công trình trải nghiệm. Về cơ chế chính sách phát triển giáo dục thì được cải thiện và các chỉ số trường học hạnh phúc thì ngày được nâng cao. Về quy mô trường lớp học sinh, đối với bậc mầm non thì có 26 trường với 8.652 trẻ, thì trong đó trẻ em đặc biệt học hòa nhập là có 2 em. Đối với tiểu học thì có 15 trường với 10.086 học sinh, thì trong đó trẻ em đặc biệt học hòa nhập là 69 em. Đối với trung học cơ sở có 9 trường với 6.738 học sinh, thì trẻ em đặc biệt học hòa nhập là 37 em. Về thực trạng giáo dục đặc biệt tại thành phố Hà Tĩnh, về số lượng trẻ em đặc biệt thì toàn thành phố có 160 trẻ em đặc biệt trong độ tuổi từ 1 đến 16 tuổi. Và số trẻ em có khả năng tiếp cận giáo dục là 108 em, chiếm tỷ lệ là 68%. Số học sinh đặc biệt đang học hòa nhập tại các cơ sở giáo dục là 108 em. Trong đó thì mầm non chỉ được 2 em, tiểu học 69 em và trung học cơ sở là 37 em. Về phương thức giáo dục thì hiện nay thành phố Hà Tĩnh đang tổ chức giáo dục hòa nhập chủ yếu là trong các trường, trong các nhà trường. Thực hiện các biện pháp can thiệp tại trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập ngoài nhà trường thì ở đây là các trung tâm này là ở ngoài địa bàn thành phố và ngoài tỉnh, chủ yếu là ngoài tỉnh. Về nội dung chương trình thì thực hiện theo kế hoạch giáo dục cá nhân đối với khuyết tật nặng và thực hiện điều chỉnh giảm nhẹ yêu cầu nội dung chương trình giáo dục hiện hành đối với học sinh bình thường ở khuyết tật nhẹ. Và chưa có cái chương trình riêng chính thức cho học sinh học hòa nhập. Về điều kiện đảm bảo thì hiện nay ở trong nhà trường thì mỗi trường có một phòng hỗ trợ đặc biệt thì dùng chung với phòng y tế. Và toàn thành phố thì chưa có biên chế giáo viên giáo dục đặc biệt, giáo viên giảng dạy giáo dục thì chưa được tập huấn, bồi dưỡng thường xuyên về phương pháp giáo dục đặc biệt. Và chưa có chế độ đãi ngộ riêng cho giáo viên giảng dạy trẻ đặc biệt. Thì bắt đầu từ năm 2022-2023 thì tỉnh Hà Tĩnh cũng đã có chính sách, bắt đầu mới có chính sách. Và thành phố thì có chính sách hỗ trợ riêng và sau khi có cái nghị quyết riêng đặc thù cho ngành giáo dục. Về kết quả giáo dục thì sự tiếp nhận các biện pháp giáo dục của học sinh đặc biệt còn rất hạn chế. Sự chuyển biến về nhận thức, hành vi của học sinh đặc biệt thì chưa đáp ứng được mục tiêu và yêu cầu. Và một số trẻ em đặc biệt thì vẫn gây ảnh hưởng đến cái hoạt động dạy và học của lớp học.
và những bất cập khó khăn trong giáo dục đặc biệt. Đối với trẻ em đặc biệt thì trẻ em đặc biệt không được phát hiện sớm, lỡ thời điểm vàng để can thiệp bằng phương pháp chuyên môn, và khi phát hiện thì thường đã muộn, rất khó điều trị. Minh chứng cụ thể là như ở bậc học mầm non thì chỉ có 2 em được bố mẹ cho đi học hòa nhập ở trong nhà trường. Và gia đình chưa có sự phối hợp, nhận định đúng về tình trạng của trẻ, nhà trường thiếu cơ sở để thực hiện cái kế hoạch giáo dục đối với trẻ đặc biệt. Về điều kiện đảm bảo thì chưa có cơ sở giáo dục đặc biệt trên địa bàn, và trẻ em đặc biệt thì chưa được thụ hưởng các cái phương pháp giáo dục đặc biệt, các cái trang thiết bị, các cái môi trường đặc biệt. Và giáo viên nhân viên thì chưa có kinh nghiệm và kỹ năng tổ chức hoạt động giáo dục đối với trẻ đặc biệt, và dẫn đến hiệu quả cũng chưa cao. Về nguồn lực nhà nước đầu tư cho công tác giáo dục đặc biệt thì cũng còn hạn chế. Về tổ chức hoạt động, việc tổ chức giáo dục hòa nhập thì chỉ phù hợp với trẻ em khuyết tật ở thể nhẹ. Học sinh khuyết tật ở mức độ nặng thì cần được sự giáo dục tại cơ sở giáo dục đặc biệt. Tuy nhiên thì hiện nay lại chưa có các cơ sở giáo dục đặc biệt trên địa bàn, và chưa xây dựng được cái giáo trình, chương trình đặc biệt cho trẻ em đặc biệt ở trong các nhà trường. Và sự tham gia của các tổ chức xã hội, của cộng đồng vào các hoạt động giáo dục đối với trẻ em đặc biệt thì cũng chưa được quan tâm đúng mức. Và cái giải pháp định hướng giáo dục đặc biệt trong thời gian sắp tới, về trẻ em đặc biệt thì phải tăng cường truyền thông, điều tra khảo sát thông tin và phát hiện sớm để có biện pháp can thiệp sớm. Về điều kiện đảm bảo thì quy hoạch cơ sở giáo dục đặc biệt tại thành phố Hà Tĩnh, bồi dưỡng giáo viên, nhân viên nòng cốt tại các nhà trường để tạo nguồn cho cơ sở giáo dục đặc biệt trong tương lai, và thực hiện chính sách hỗ trợ người dạy, người học. Còn tổ chức hoạt động giáo dục đặc biệt thì phải phân loại mức độ dạng tật, phối hợp thực hiện các cái biện pháp can thiệp đặc biệt theo định kỳ tại trường học và kêu gọi sự tham gia của các tổ chức xã hội và cộng đồng. Và một số mong muốn và đề xuất thì cái mô hình cơ sở giáo dục đặc biệt mà Hà Tĩnh hướng tới đó là cái ngôi trường mà có hệ thống phòng học, phòng chức năng phù hợp và trang thiết bị hỗ trợ là tiên tiến hiện đại và cảnh quan thân thiện, và có cả cái phân khu vui chơi giải trí, khu vận động và tập luyện thể dục thể thao, trải nghiệm hướng nghiệp dạy nghề để đảm bảo thân thiện an toàn và phù hợp với từng khuyết tật cụ thể. Và đội ngũ giáo viên nhà trường là những người có tinh thần trách nhiệm, tâm huyết, giàu lòng nhân ái và có kỹ năng phương pháp chăm sóc giáo dục đặc biệt. Và để thực hiện cái mục tiêu đó thì trong tương lai gần thì chúng tôi mong muốn và có một số ý kiến đề xuất kiến nghị như sau. Đối với Bộ Giáo dục và Đào tạo thì tiếp tục chỉ đạo hướng dẫn hỗ trợ thành lập mô hình trường chuyên biệt trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh, kêu gọi hỗ trợ thành phố Hà Tĩnh các chương trình, dự án trong và ngoài nước về giáo dục đặc biệt cho người khuyết tật, học sinh khuyết tật, và kêu gọi đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị để đáp ứng với yêu cầu tổ chức giáo dục học sinh khuyết tật, và hướng dẫn bố trí định biên cán bộ y tế học đường kiêm công tác hỗ trợ học sinh khuyết tật trong nhà trường. Thì về vấn đề này, Hà Tĩnh đang còn có khó khăn vì cán bộ y tế học đường trong trường học là không có. Còn đối với Nissai Group thì kính mong tiếp tục nhận được sự hỗ trợ tư vấn về giải pháp phát triển giáo dục đặc biệt cho thành phố Hà Tĩnh và hỗ trợ về công tác bồi dưỡng giáo viên, chương trình, tài liệu, thiết bị và đồ dùng phục vụ giáo viên đặc biệt, và tạo điều kiện để giao lưu, trao đổi học tập kinh nghiệm với các cơ sở giáo dục đặc biệt tại Anh Quốc. Kính thưa quý vị đại biểu, kính thưa các đồng chí, cũng mong muốn rằng hôm nay là khởi đầu, sẽ mở ra những cái bước phát triển mới về hợp tác về giáo dục đặc biệt giữa Việt Nam và Anh Quốc nói chung, và đặc biệt là giữa Hà Tĩnh và Nissai Group nói riêng, và ngày càng tốt đẹp. Thì cuối cùng xin chúc quý vị đại biểu, các thầy cô sức khỏe, hạnh phúc
Xin cảm ơn. Xin được trân trọng cảm ơn tham luận của bà Trần Thị Thủy Nga. Tiếp theo, xin mời hội thảo cùng lắng nghe tham luận trực tuyến đến từ đại diện Nissai Group, ông David Lester sẽ trình bày nội dung sau, chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn từ Nissai Group, một tổ chức giáo dục Anh Quốc, về việc đào tạo giáo viên cho học sinh đặc biệt, kinh nghiệm thực tiễn dạy học sinh đặc biệt và cách Nissai Group hỗ trợ học sinh và các đơn vị giáo dục. Xin trân trọng kính mời. Good afternoon to all delegates and distinguished guests. My name is David Lester. I'm Group Learning Services Director for Nissai. And as it's just been explained, we're going to look at the practical experience that's been gained since our inception in 1996 and how that's supporting now teachers who support learners with SEN and also our experiences of teaching learners with SEN. A couple of thank yous first. To the British Embassy for sponsoring the event today, to the Department of Continuing Education for introducing Nissai to DOIT Harting, and also to the Department of Education and Training in Harting as well. So what we'll be looking at is the context and background of Nissai Group, our learners, what makes an inclusive environment, and we've heard a lot of examples today about the plans for the future, a case study. We'll cover off the teacher training in Harting and also introduce you to one of our students as well, Frankie. So if we start with the context and why Nissai, the perception of our organisation is one of being a global school, being a Cambridge International approved online school, a deliverer and teacher of UK curriculum, but also where we're chosen by schools and parents to support learners across the world. The reality is somewhat different. Yes, it does include that, but since 1996, Nissai have been delivering complementary online education to children of school age, both in the UK and internationally, and our founder and CEO, Dhruv Patel, identified the need for an alternative and complementary approach to teaching learners who firstly weren't attending education, but also those with special education needs. In the UK, we are approved by the Department for Education as a Section 41 provider supporting learners with SEN post 16. We have a focus on inclusivity and pathways. So not just looking at the time that students are with Nissai, but where they're heading to and ultimately improving impact and life outcomes. Very much about promoting community learning, so educating students not just in urban areas but also rural communities, and that is reinforced through our partnership with UNESCO IITE, where we look to promote and support the Sustainable Development Goals. We look to upskill adults to close the skills gap resulting from the pandemic. That's not just in the education sector, it's in other areas as well, but also improving English literacy globally, and this is done through our three core organisations: Nissai Learning, Global School, and with the teacher training element, the Professional Development Institute. So looking at the numbers, we have a presence in 10 countries. We support students in over 30 countries. We've supported learners totaling just over 25,000 over the years. Our strength in SEN comes from our presence in the UK, where 80% of Nissai learners come to us with some form of learning difference or special education need. And we're seeing the pattern now following with our learners in Vietnam, where 15% of those are displaying behaviours and signs, and some have diagnosis of SEN, primarily autism and attention deficit. But over the years, we have delivered over 1.8 million hours of teaching to learners around the world. Our capability is very much focused, as I say, to supporting learners in all areas. Many of those fall into the categories of 4Ds, so those that are disadvantaged, disabled, those disabilities, whether they be visible or invisible,
those that have disengaged from education, and those that have been displaced. There's a huge agenda in the UK at the moment due to the fallout potentially from the pandemic, where absence and non-attendance is causing a number of problems with a direct correlation between attainment and attendance. It's important that we put together, work with schools and teachers to identify strategies to re-engage learners and give them access in education. We're supporting transition phases. So those moving from primary to secondary and secondary onto higher education. And where we've been particularly successful is making funding go further for government teams. Being able to reach more learners in multiple locations, but bringing them all together into one virtual classroom. So we've heard a lot about SEN. Our students cover a multitude of areas. You'll notice here some are SEN, some are struggling with sort of mental health, social anxiety, but also medical illness as well. And it's been great this morning, this afternoon, to hear about the recognition of disability along with SEN. As I say, 80% of the learners in the UK come to us with many of these backgrounds. And in most cases, not just one, there's normally a number of multiple barriers to their learning. So what we want to look at is building a support network around students and an appropriate environment to allow for progress. That could come in the form of teaching. We've also talked about the use and heard about the use of technology within this as well. So it has to be very much about creating education facilities that are inclusive and effective learning environments. We have a number of models to support this. The Global School, which is online delivery only, and that's a mix of short and long-term provision. And I think what we'll find, whilst this is based on an online delivery method, it is as relevant, the principles are as relevant in a practical and physical school. What this is all very much around is the personalization of learning. Some students will require, should require short-term interventions, some may require longer. What's important is that the provision is appropriate and relevant. These programs can be academic, or they may be project-based, but if project-based, they're there to develop core skills in maths, in English, and also science, ICT. Wellbeing and student support programs for dealing with strong emotions are there to support the whole child. We've heard the phrase student-centered this morning, this afternoon. Again, it's about developing skills as well as knowledge. And our courses come as either accredited or endorsed options. An approach which has proved really successful is the Nisi Learning Zone, and blended approach to learning where technology complements the work which is being done by teachers, an opportunity where learners can access a physical setting but also benefit from online. And where that can work is learners with SEN, we find, who have disengaged from education need a step up. It's small steps quite often to be able to re-engage them into that physical setting. But as part of that, we support staff on site that are trained by Nisi staff, and the project and pilot in Hartin is going to sort of reinforce that. But an approach which is both face-to-face as well as online can be particularly successful in building skills in communication, but also building self-confidence. The other benefit to having a physical setting is being able to promote socialization. And whilst much of this can be done within an online environment through the Nisi Virtual Academy, we also know that to provide the best opportunity for progressing on and moving onto further pathways, that interaction with others is key. So when we look at the
wider support network to the child. What we provide is teaching staff and form tutors. They, as well as teaching, are there to identify behaviours relating to SEN. And we've heard that in many cases, early diagnosis is going to be key, but can quite often be missed. Our team in Vietnam that support our customer and student support team ensures that parents are involved with their child's learning, that schools are also involved in that. Student welfare team are there to provide that additional support outside of lessons. And we've heard the phrase EHCP in education, health and care plans. Again, this is a team of specialists we have based in the UK to support in goal setting and ensuring that students get the level of support that they need. Following on from that, we have mentors, and our personalised learning support programme is there to support learners in the home, but also support in that transition into a physical setting. I'm conscious of the time, so what I am actually going to do is just skip that and just talk about one of our students, Alison, who joined NISI, came to us with autism, social anxiety, would only speak to immediate members of her family. We introduced both online learning and the support of a mentor. And from an individual whose life opportunities were quite limited because she wouldn't leave her home and she wouldn't communicate with others, she actually went on to achieve GCSEs. And she went to college, studied video production, and then moved on to university after winning an award for creating a short film. The project for teacher training that we're looking at in Hartin is going to be about supporting teachers to develop skills to support learners in SEN, to learn the principles of personalizing learning to the needs of a child. We'll also be looking to recognize the importance of structure that we talked about earlier and considering activities and tasks pre, peri, and post lesson. Understanding the need and importance of goal setting, strategies to engage and develop learners with SEN, but also building relationships with SEN schools and other countries who have worked with NISI, including those in UK, Indonesia, and Brunei. To finish with, I'd like to introduce you to Frankie. Frankie is one of our NISI Global School students. He's currently in year two of IGCSEs. He's been a student with NISI since August 2020, and he's been homeschooled. He's got a passion for modelling. He's got his own YouTube channel. So I would be very happy to hand over to Frankie, and thank you all for your time today. Toàn xin con xin chào các cô chú và các khán giả tại hội thảo. Con tên là Kim Đức, con sống tại Việt Nam, con sống tại thành phố Hồ Chí Minh và hiện tại đang học ITCSD tại NISI. Và trước khi con chuyển vào NISI, con từng học tại BBIS khoảng một thời gian dài. Nhưng vì sức khỏe, tình trạng sức khỏe còn không tốt, đã ảnh hưởng khiến con thường hay bị nghỉ tiết và nghỉ học quá nhiều. Và sau đó con chuyển qua trường homeschool, học khoảng một thời gian ngắn, rồi cuối cùng thì mới gặp NISI. Và khi nghe giới thiệu về NISI, con thấy chương trình đó cũng khá là thú vị nên đã đồng ý học thử. Nhưng sau khi học nửa năm, con đã thấy NISI là trường duy nhất thích hợp với con vì là một ngôi trường trực tuyến nên con không cần phải đến trường nhưng vẫn học đầy đủ các chương trình Cambridge như con đã từng học tại BBIS. Và tiết học chỉ kéo dài có 30 phút, cho nên đủ để con tiếp thu và không bị nhức đầu hoặc chóng mặt nhiều. Và con được hỗ trợ kịp thời trong việc học tập và thi ITCSE trong bộ phận hỗ trợ học sinh. Ngoài ra con cũng rất
thích thú về việc tham gia các hoạt động ngoại khóa và hoạt động khác cuối tuần. Cảm ơn mọi người vì đã lắng nghe con phần chia sẻ của con. Xin được trân trọng cảm ơn tham luận của ông David và học sinh Ngô Trần Kiến Đức. Tiếp theo, xin mời hội thảo cùng lắng nghe tham luận trực tuyến đến từ Phó Tổng Giám đốc Quỹ Venture Trust, ông Tristan William, sẽ trình bày nội dung sau. Ví dụ thực tiễn tốt nhất về hòa nhập, tiến triển thực tế tại cộng đồng 9 trường, học hỏi cách Quỹ Venture Trust tại Bristol, Anh Quốc tiếp cận và liên kết các trường K12 và trường giáo dục đặc biệt để phục vụ cộng đồng. Xin trân trọng kính mời ông. Hello and greetings from England this morning. I hope you're enjoying the sessions so far. Just want to double check that you can see my presentation. Wonderful, that's great. Okay, so to go through the key part of my discussion, I am a big believer that the education system is at a watershed moment. And it's very, very important that we have transformational leadership. And one of the key areas I want to be able to talk about today is about compassionate leadership. I am fully aware that the world and our children are going through very challenging times at the moment. And as we know from the World Health Organization, they are looking at our children having more and more support. Now, in addition to the impact of the pandemic, young children are finding it very, very difficult and have been disproportionately affected by disruptions to their education. Therefore, one key area of our work within education is to focus not just on the academic aspect of learning, but also to focus on our mental well-being of all our children. So the first question that we ask ourselves in our trust at the moment, what is our why for our 4,000 students and 800 staff? Well, that is our shared mission, to challenge educational and social inequality through the power of education. The second question we ask ourselves is actually, how do we deliver our why? Well, we deliver our why through our shared vision of all children from all backgrounds, all succeeding. The third question we ask ourselves is, how do we behave? Well, we work hard because we feel that working hard is a good value to have, because by working hard, hopefully you can become successful. Our second shared value is kindness. We expect all our staff members and all our children to do their best and to treat each other and treat others the way that they want to be treated. And we want to develop all our learners, all our students, to have courage, that our students can and should be embracing the opportunities, the challenges present them. The fourth question we ask ourselves is, what does success look like for children in our trust? And what we did, we spoke to many children across our trust, we spoke to their families, and we spoke to staff members. And we agreed that happiness is something really, really important. The happy children from all backgrounds acquire the knowledge to achieve their aspirations and to make positive contributions to their community. We are aware that happiness is contagious, that if you've got a smile, you have a positive attitude, that actually those in direct contact with you have an emotional uplift of 16%, and that's just the start. We're also conscious that success never goes in straight lines. And actually, sometimes when things go against you, it's the ability to be resilient and to carry on in that journey that ultimately leads to academic success, but also success in the workplace for all our colleagues. So we believe in having a strong culture. We believe that all children should have a highly personalized approach based on attachment theory,
to be aware that behavior is a form of communication and that all staff members, support staff, our clinical staff and teaching staff and all leaders have high expectations. And we must make sure that all our schools address academic, social and the medical needs of our children. It's really, really important that all the agencies work together and work closer now than they've ever had to, whether you're an educationalist, a clinician, or you're working from social care. Because if agencies can't work together, our children will not achieve success. And no agency working in isolation can affect these changes by themselves. Furthermore, I'm a big believer that parents or carers and colleagues working in schools need to be engaged, and the link between school and home needs to be stronger than ever before. And this needs to be an ongoing key priority in our schools. So our curriculum should be relevant, it should be interesting, it should be personalised to every child and ambitious. So the balance between academic and social progress, I'm a big believer that academic development and social and emotional support are of equal importance in developing our children. The more different our pupils feel, the more they will strive to meet each other's needs, which usually happens in negative or possibly undesirable ways. So it's really vital that we maintain high expectations within an agreed framework that will aid to reduce anxiety for all children. And as Barry Carpenter said, one of the leading professors in our country, an anxious child is not a learning child. Therefore, we must not just manage anxieties or the social challenges. We must work as hard as we can to modify behaviour and our approaches to learning so improvements can be made over time for all our children academically and socially. And effective support for our most vulnerable SEND children, the development of clear and transparent systems for working, and to be able to move funding between settings to make sure that we have consistent intervention mapping across all our schools, and that adaptations demonstrate high levels of development, both socially and academically, and we consistently share best practice amongst each other, so we're consistently learning and developing ourselves. And one of the key areas is that we listen and act compassionately to parent voice, so we know what it's like as a parent to be living at home with a child who needs that additional support. And together we find solutions holistically between school and home. So what are the benefits of alignment? Expectations gives you emotional security. Boundaries give you emotional safety. Routines give you emotional certainty. Language, emotional support, and consistency gives you emotional stability. And when these factors are in place between our mainstream and special school provision, the pupil placement, the induction, and reintegration between settings are much more likely to be successful. And the importance of a high expectation culture. Pupils will only go as high as the expectation that we set for them as adults. And we do know that self-esteem and confidence are tightly connected to high expectations from all adults. And in order to social expectations to be modified, our pupils need to know how to reach the expectations. And we must expect that adults demonstrate these high expectations, and that to me is one key area that we can show that adults care deeply for our pupils. And the importance of boundaries. The boundaries must be clear and remain the same. Boundaries are there to help pupils understand and respect their own needs as well as the needs of others. And boundaries provide a sense of emotional security, which a pupil needs to feel in order to have the capacity to think about a situation and how to self-regulate. And I'm going to finish with two quotes. First one from Purser in 2023. The important and expansive role of a teacher is increasingly evident, particularly in the light of the changing educational landscape.
the teacher is being acknowledged as an essential component and contributor to the function of society on a global scale. On my last quote by Mistral, just to finish today, many things can wait, but the child cannot. Now is the time their bones are being formed and their mind is being developed. To them, we cannot say tomorrow, their name is today. And that's how we, Adventurous Trust, meet the needs of all our children, and we celebrate our shared vision of all children from all backgrounds, all succeeding. Thank you for your time today. Vâng, xin được trân trọng cảm ơn tham luận của ông Chitton Williams. Quý vị thân mến, vừa rồi chúng ta đã cùng nhau lắng nghe những chia sẻ vô cùng quý báu từ các vị đại biểu có gửi tham luận về cho hội thảo. Một lần nữa, ban tổ chức xin được gửi lời cảm ơn tới quý vị đại biểu, quý vị khách quý đã tham gia vào phần thảo luận của chúng ta ngày hôm nay. Kính thưa quý vị đại biểu, quý vị khách quý, tiếp nối chương trình, xin mời toàn thể quý vị đại biểu, quý vị khách quý đến với phần 4, hỏi đáp. Sau đây, xin trân trọng kính mời đại diện ban tổ chức và đại diện các đại biểu tham luận lên sân khấu để tham gia phần trao đổi thảo luận. Xin trân trọng kính mời lên sân khấu bà Dương Thị Mỹ Linh, Tổng Quản lý Nissai Việt Nam, Nissai Group. Tiến sĩ Lê Thị Thúy Hằng, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Giáo dục Hòa nhập. Bà Tô Thị Trà Ly, Giám đốc Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp, Giáo dục Thường xuyên quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội. Bà Vũ Song Hà, Phó Giám đốc Trung tâm Sáng kiến Sức khỏe và Dân số, đại diện Trung tâm Sáng kiến Sức khỏe và Dân số, dự án ứng dụng phần mềm thông tin trong phát hiện và chăm sóc trẻ tự kỷ A365. Tiến sĩ Nguyễn Thị Kim Hoa, đại diện Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam. Và ông Nguyễn Hồng Cường, đại diện Sở Giáo dục và thành phố Hà Tĩnh. Cùng đại diện các đơn vị tham gia hội thảo trực tuyến hôm nay, ngài Ruth Patel và bà Laura Brown, đại diện Nissai Group. Ông Chitton Williams, Phó Tổng Giám đốc Quỹ Venture Trust, sẽ cùng tham gia vào phần hỏi đáp của hội thảo. Xin trân trọng kính mời. Lời đầu tiên thì em rất là cảm ơn quý vị đại biểu, quý vị khách quý đã nán lại cái phần cuối của chương trình này, cũng là một cái phần rất là quan trọng trong buổi hội thảo ngày hôm nay. Vì sự thật là buổi hội thảo này là một trong những hội thảo đầu tiên về chủ đề giáo dục đặc biệt ạ. Và trong buổi hội thảo ngày hôm nay chúng ta cũng có các quý vị đại biểu, quý vị khách quý cũng như là phụ huynh và học sinh đặc biệt tham gia. Thế nên là cái buổi hội thảo hôm nay cũng rất là hòa nhập. Xin mời quý vị đại biểu và quý vị khách quý cùng tham gia phần thảo luận hỏi và đáp với các báo cáo viên tham luận của chúng ta ngày hôm nay. Trước hết thì em sẽ thông qua một số câu hỏi mà em nhận được từ form đăng ký trong lúc em đợi những câu hỏi của quý vị đại biểu, quý vị khách quý tham gia trực tiếp tại khán phòng ngày hôm nay cũng như là tham gia trực tuyến ạ. Thì rất là mong nhận được những câu hỏi thêm từ quý vị đại biểu ạ. Câu hỏi thứ nhất mà em nhận được từ form đăng ký xin được hỏi Nissai Group. Đối tượng mà hội thảo hướng tới là trẻ có nhu cầu đặc biệt và trẻ khuyết tật. Nhưng nhu cầu học tập và giáo dục đặc biệt cho từng dạng tật là khác nhau. Vậy Nissai Group có mô hình nào cho trẻ tự kỷ nói riêng và cách hỗ trợ cho trẻ có nhu cầu đặc biệt trong trường phổ thông nói chung không? Xin mời đại diện của Nissai Group ạ. Okay. Hi, everybody. Greetings from Brunei. My name is Drew Patel, the CEO and founder of Nissai Group. The kind of children we work with are, as David had shown in the
slide, quite a wide number of different programs which we run with. But what I'd like to do is I'd like to introduce you to Laura Brown, who can answer that question much more properly. Laura, do you want to answer that question for me, please? Sorry, Laura, is Laura there? Okay. Lynn, do you want to just repeat that question? I can answer. Sorry, I thought Laura was going to answer the question. Tôi xin phép được nhắc lại câu hỏi. Đối tượng mà hội thảo hướng tới. Đối tượng mà hội thảo hướng tới là trẻ có nhu cầu đặc biệt và trẻ khuyết tật. Nhưng nhu cầu học tập và giáo dục đặc biệt cho từng dạng tật là khác nhau. Vậy Nisai Group có mô hình nào cho trẻ tự kỷ nói riêng và cách hỗ trợ cho trẻ có nhu cầu đặc biệt trong môi trường phổ thông nói chung không? Okay, so just to bring a context, when we started, when I founded this Nisai, the way I wanted to do was I didn't want to provide any special programs. I wanted to teach them differently so they could achieve the programs which everybody else has. So to put the inclusivity on the agenda, we have actually, our teachers are trained in a special way to ensure that the students can achieve your IGCSEs, A-levels, if they're able to do it. So we make sure that they achieve what they're able to achieve rather than saying that they can't achieve. I think that it doesn't matter who you are, what you are, it's about making sure the children get the best possible start in their lives. Trish, what do you think? You're on mute, Trish. Yeah, absolutely. And to me these days, the balance of achieving academic excellence and supporting social and emotional development is of equal importance. And we've also been fortunate enough, Dhruv, as you know, to work alongside yourself and your colleagues. And if I come back to that key point of having personalized learning isn't just happening within the classroom these days. Personalized learning is happening on many platforms. We're finding more and more of our children who need social and emotional support need a different perspective. Therefore, hybrid learning, where some of our most anxious children find it very difficult coming to school every day, but to be able to apply the best practice of hybrid learning, where we use Teams and Zoom, you know, as I'm using, you know, the platform today, is really, really important. So we have to think differently. We have to think creatively, because children are only in our schools a very, very short period of time. And, you know, we as adults, we as professionals have to make sure that we do everything within our capability, but also think differently post-pandemic to achieve the outcomes that we're trying to get for all our children. Okay. Does that answer your question, Lynn? Yeah, yes. Thank you. Câu hỏi tiếp theo, tôi xin được hỏi đại diện của Viện Khoa học Giáo dục chị Kim Hoa, một câu hỏi mà tôi nhận được từ form đăng ký. Đấy là cách cơ sở giáo dục đo lường sự tiến bộ của học sinh đặc biệt như thế nào tại Việt Nam nói chung ạ? Alo. Vâng ạ, tôi xin cảm ơn câu hỏi của một vị đại biểu. Thứ nhất là theo luật người khuyết tật thì người khuyết tật, học sinh khuyết tật thì sẽ học trong 3 môi trường. Thứ nhất là trong các cái trường phổ thông và mầm non hòa nhập. Và lúc đó thì học sinh khuyết tật hay là trẻ khuyết tật sẽ học cùng với các bạn không khuyết tật. Và đây là một cái chủ trương là chủ trương chính của Bộ Giáo dục Đào tạo. Ở những nơi mà chưa đủ điều kiện để làm giáo dục hòa nhập thì học sinh khuyết tật có thể được học ở các cái phương thức khác, đó là phương thức chuyên biệt hoặc là phương thức hội nhập. Ở phương thức chuyên biệt là học sinh khuyết tật sẽ học cùng với các bạn khuyết tật ở trong một trường dành cho học sinh khuyết tật. Và ở phương thức
bán hòa nhập hay còn gọi là hội nhập, thì học sinh khuyết tật sẽ được học trong lớp đặc biệt trong trường hòa nhập. Thế thì hiện nay, để đánh giá và đo lường sự tiến bộ của học sinh khuyết tật, thì ngành giáo dục đã có những cái văn bản hướng dẫn thực hiện cái cách là đánh giá học sinh khuyết tật trong các cái quá trình học tập của các em. Và về cái nguyên tắc đánh giá đó là dựa trên sự tiến bộ và đánh giá dựa trên kế hoạch giáo dục cá nhân của các em. Nhìn chung ở cả ba phương thức giáo dục là hòa nhập, chuyên biệt và bán hòa nhập thì đều sử dụng chủ yếu chương trình đánh giá dựa trên chương trình là đánh giá chính. Và ở đây cái chương trình này thì phải được hiểu một cách rất là rõ ràng là không phải là chỉ dựa trên cái chương trình mầm non hoặc là phổ thông học sinh đang theo học, mà với mỗi học sinh khuyết tật thì sẽ có dựa trên các cái chương trình mà học sinh theo học cùng các bạn thì sẽ có kế hoạch giáo dục cá nhân và đánh giá sự tiến bộ trên kế hoạch giáo dục của học sinh. Và nói một cách ngắn gọn thì đó là loại đánh giá sự tiến bộ dựa trên chương trình là chủ yếu. Bên cạnh đó thì ở một số những nơi có điều kiện thì gia đình có thể hoặc là cơ sở trường học có thể kết hợp với các cái chuyên gia thì họ có thể dựa trên các cái công cụ đánh giá khác để họ đánh giá kết hợp với đánh giá trên chương trình học tập. Tuy nhiên thì cái cách phương thức đánh giá này không phải là phổ biến và chỉ được thực hiện ở những nơi thực sự có điều kiện. Đó. Xin cảm ơn câu trả lời của chị Kim Hoa. Câu hỏi thứ ba tôi nghĩ là sẽ phù hợp với đại diện của Sở Hà Tĩnh. Đấy là với cái sự hợp tác của Anh Quốc và Việt Nam thì các bên tham gia cụ thể là Hà Tĩnh có định hướng xây dựng chính sách hỗ trợ người khuyết tật, người đặc biệt cụ thể như thế nào? Xin cảm ơn câu hỏi của các đại biểu. Về phía Hà Tĩnh thì đối với nội dung này thì chúng tôi đã thực hiện những cái công việc như sau. Thứ nhất là Hà Tĩnh thì đầu năm thì vào đầu các năm học tuyển sinh ấy, thì tổ chức ra soát để rồi là phát hiện ra những cái em có cái những đối tượng học sinh đặc biệt, để rồi từ đó sẽ phân loại để có cái phân bổ vào các cái lớp học. Cái thứ hai á là có tham mưu với cái chỗ tài chính ấy, chỗ tài chính các cơ sở chính sách cho đội ngũ đối với các em học sinh cũng như là những cái giáo viên tham gia cái lực lượng này. Cái thứ ba là có cái đào tạo bồi dưỡng tập huấn cho đội ngũ giáo viên mà làm cái công tác này. Và vừa rồi thì với được sự hỗ trợ của phụ giáo thường xuyên thì giáo dục Hà Tĩnh là có cái phối hợp với bên phía Hàn Quốc để có một số cái lớp tập huấn kỹ năng cho bồi dưỡng cho cán bộ giáo viên để họ làm quen với những công việc mà rất là mới mẻ này. Tiếp theo nữa thì chúng tôi có các cái sau khi đã có cái việc tổ chức bồi dưỡng tập huấn thì trên cơ sở các cái khung chương trình hiện hành thì sẽ có cái điều chỉnh tăng giảm cho phù hợp với đối tượng học sinh đặc biệt này. Đấy, và tiếp theo thì chúng tôi đang tính toán đến cái việc là sẽ bố trí những cái lớp học đặc biệt trong các cái trường học bình thường. Và hiện nay Hà Tĩnh đang cho các em học sinh hòa nhập theo từng lớp, mà bất cập thì hiện nay lúc này các cái tham luận cũng đã có đề cập đến vấn đề này, nó rất nhiều bất cập. Đấy, và một cái giải pháp mà mang tính căn cơ lâu dài thì hiện nay là đã có cái chính sách rồi, và tỉnh thì đã đưa vào quy hoạch tỉnh để xây dựng một cái trường học dành cho học sinh khuyết tật. Hiện nay thì lãnh đạo tỉnh cũng như lãnh đạo thành phố rất là quyết liệt trong việc thực hiện này. Đấy là một cái hoạt động rất là nhân văn và để hướng tới cái việc là các em học sinh có cái điều kiện để tiếp cận giáo dục như nhau. Đấy, thì qua cái quá trình làm việc với lần đi sai thì Hà Tĩnh cũng rất mong muốn được bên phía NISAI cũng như là Đại sứ quán Anh Quốc để hỗ trợ cho Hà Tĩnh có thể xây dựng một cái trường nó đạt chuẩn như mong muốn. Mà lúc này cô Nga đại diện cho thành phố Hà Tĩnh mà có cái phát biểu như thế. Đấy, thì đó là những cái nội dung mà Hà Tĩnh là sẽ triển khai trong cái thời gian sắp tới. Vâng, xin cảm ơn. Dạ vâng, em xin cảm ơn câu trả lời rất là thiết thực của anh Cường, và cho thấy được cái tâm huyết của Hà Tĩnh đặt vào cái ngôi trường đặc biệt này, đúng không ạ? Tiếp theo thì em có một câu hỏi liên quan đến tự kỷ.
Thì chắc là xin mời chị Hà ở A365 xem để trả lời câu hỏi này ạ. Đấy là cái gợi ý cho mô hình giáo dục đặc biệt theo trường học và cá nhân hóa đối với trẻ tự kỷ tại Việt Nam. Vâng, cảm ơn Linh đã có cái câu hỏi liên quan đến chương trình giáo dục cho các bạn tự kỷ tại trường học. Tôi nghĩ là ở đây có rất là nhiều chuyên gia về vấn đề về giáo dục đặc biệt rồi. Với quan điểm của tôi thì tôi nghĩ là bên cạnh những cái giờ cá nhân, chúng ta đều nói là cần phải xây dựng cái chương trình cá nhân cho trẻ, thì chúng ta cũng cần có những cái hoạt động để giúp cho trẻ hòa nhập. Để vì quan trọng nhất là trẻ cũng có thể tăng cường các kỹ năng giao tiếp xã hội, tương tác xã hội, cũng như kỹ năng về giao tiếp và xử lý các vấn đề hành vi. Một cái phần mà tôi nghĩ rất là quan trọng đây, với vai trò là một cái người làm bên y tế, thì tôi thấy là rất là quan trọng trong cái việc là cần có sự tham gia của các cái chuyên gia y tế cùng với cả bên chỗ giáo dục. Ví dụ như các bạn đều thấy là các cái giáo viên, các cái chuyên viên về ngôn ngữ trị liệu, hoạt động trị liệu, vật lý trị liệu có thể đến trường cùng phối hợp với cả các giáo viên. Bên cạnh cái việc là xây dựng các cái kế hoạch riêng cho trẻ với từng cái chuyên, với từng chuyên ngành, thì các bạn ấy có thể có những cái tiết học riêng biệt, có thể là chuyển gửi, hoặc là các cái chuyên gia đó có thể đào tạo cho những cơ bản cho giáo viên giáo đặc biệt hoặc các giáo viên khác ở trong trường, để có những cái hoạt động để thích ứng lại các cái môi trường phù hợp với trẻ, ví dụ như vấn đề về giác quan hay những vấn đề liên quan đến hoạt động trị liệu hay vấn đề về ngôn ngữ. Đồng thời nữa là nên có sự phối hợp để mà có sự theo dõi vấn đề về sức khỏe của trẻ trong suốt cái quá trình mà can thiệp cho trẻ cả trường học như ở bên ngoài. Tại vì chúng ta đều biết là các bạn, đặc biệt là trẻ tự kỷ thì thường liên quan đến rất là nhiều cái khó khăn. Và vì vậy các bạn sẽ có những cái vấn đề về sức khỏe, về mặt tâm thần, về có như gọi là anxiety, hay tức là về lo âu, hay những vấn đề về cảm xúc, và những cái đó thì các cán bộ y tế bên ngoài cũng có thể hỗ trợ được, hay là kết hợp với rất là nhiều các vấn đề về sức khỏe khác đi kèm, thì đấy là cái cần chúng ta kết hợp. Và một mặt quan trọng nữa là tôi thấy là luôn luôn cần có sự tham gia của bên chỗ gia đình. Tại vì thứ nhất, chúng ta cần thống nhất cùng với gia đình tham gia vào để cùng xây dựng các cái chương trình giáo dục cá nhân hóa, cùng xác định được những cái mục tiêu mang tính chất là cùng thống nhất cái mục tiêu, các cái tham vọng, tức là gọi là những cái mong đợi, thống nhất cùng với nhau. Và sau đó thì gia đình cũng sẽ là những cái người mà tiếp tục những cái cách thức can thiệp để phù hợp với môi trường tại gia đình, thì như thế cái kết quả can thiệp nó sẽ hiệu quả hơn. Thì đấy là một số những cái ý mà tôi nghĩ là trong cái chương trình phối hợp với cả giáo đặc biệt tại trường học thì cần có những điều như vậy. Và tôi rất là thích ấn tượng với cái phần trình bày của bên Nissan, nó là liên quan đến các cái chương trình các bạn đào tạo tại trường học, thì có những cái xây dựng giúp cho các cái bạn khuyết tật này củng cố vấn đề về tự tin, hay là những cái vấn đề về khả năng ra quyết định. Thì tôi nghĩ với trường học đây là những cái điều mà rất là cơ bản để giúp cho các bạn ấy có thể sau này phát triển tiếp. Và tôi thực sự là tôi cũng rất ấn tượng và cũng hơi chút ghen tị đối với cả bên chỗ của Hà Tĩnh lại có cái chương trình hỗ trợ của Nissan được đào tạo với cả giáo viên cũng như xây dựng cái mô hình thí điểm. Và tôi cũng rất là hy vọng sau này trong các dự án khác của chúng tôi có cơ hội phối hợp cùng, hay là được tham quan để học hỏi, để có thể các cái trẻ của chúng tôi khi mà đến trường học thì sẽ được nhận được hiệu quả tốt hơn. Và xin cảm ơn. Vâng, xin được cảm ơn chia sẻ rất là chân thành của chị Hà. Và chị Hà có một cái ý rất là hay, đấy là để mà có được cái sự cá nhân hóa trong việc chăm sóc trẻ tự kỷ nói riêng hay là trẻ đặc biệt nói chung, đúng không ạ? Là mình cần phải có sự tham gia của nhà trường này, cơ sở giáo dục này, gia đình này, và đặc biệt là có thêm một cái phần hỗ trợ về y tế, thì như thế mình mới có thể hỗ trợ được những học sinh đặc biệt một cách là tốt nhất. Một câu hỏi nữa trước khi sang đến cái phần câu hỏi của quý vị đại biểu có mặt tại khán phòng ngày hôm nay, cũng như là quý vị đại biểu tham gia trực tuyến. Em muốn hỏi chị Ly ở phía giáo dục thường xuyên của Thanh Xuân một câu hỏi, đấy là các cơ sở giáo dục thường xuyên tại Việt Nam triển khai cái sự hòa nhập ngay trong lớp học và trường học với cái mức độ hiệu quả đến đâu ạ? Kính thưa các đồng chí đại biểu, anh chị đại biểu, thì với cái câu hỏi này thì
Thứ nhất là với tại các trung tâm thường xuyên thì cái chúng tôi đào tạo chủ yếu học sinh ở bậc trung học phổ thông. Thế nên là khi mà các bạn đã đến bậc trung học phổ thông thì các em cũng đã trải qua những quá trình hòa nhập từ các bậc tiểu học lên trung học cơ sở. Thế và khi lên đến trung học phổ thông thì các em lúc này mức độ hòa nhập của các em đã tương đối là tốt. Các em gần như là các bạn đều có những cái kỹ năng cơ bản trong những cái khó khăn các bạn đã được giải quyết từ những cái bậc trước. Như là lên trên này, lên đến đây thì các cái gọi là những cái kỹ năng các bạn cũng đã ở mức độ tương đối, ví dụ như là giao tiếp hay những cái vấn đề chăm sóc bản thân hay là một số những kỹ năng học tập cơ bản thì các bạn cũng đã đáp ứng được. Do vậy nên khi học tập tại hòa nhập tại các trung tâm, tôi cũng không biết hết các cơ sở giáo dục khác, nhưng mà tại của trung tâm của chúng tôi thì cũng hàng năm cũng đón nhận cái lượng học sinh học hòa nhập khá là đông, mỗi một lớp khoảng 2 đến 3 học sinh, coi như lớp đông hơn. Thì các em nhìn chung là cái việc theo học của các bạn thì tùy mức độ của các bạn thì đều có những khó khăn nhất định. Thế nhưng mà giáo viên cũng rất là nỗ lực hỗ trợ các bạn ấy. Mặc dù là giáo viên không được đào tạo cơ bản về giáo dục đặc biệt, nhưng mà khi đón nhận những học sinh đó thì các giáo viên cũng với một tinh thần rất là chia sẻ và hỗ trợ và cũng quan tâm. Thế thì cũng hỗ trợ các bạn đi tốt hơn để các bạn đi có cái điều kiện hòa nhập tốt nhất. Thế còn tôi nghĩ là như vậy ạ. Thế còn để hiệu quả thì nó cũng còn phải có một cái quá trình nữa. Nhưng mà nhìn chung thì cũng khá là ổn khi ở bậc giáo dục thường xuyên đón nhận ạ. Dạ vâng, em cảm ơn câu trả lời của chị Ly. Em nghĩ là để mà hiệu quả thì chắc là lại quay lại câu trả lời của chị Hà, đấy là phải có sự đồng hành của phụ huynh, người gia đình, nhà trường, đúng không ạ? Mình cùng chung tay. Tiếp theo em nhận được một câu hỏi từ phía khán giả đang ngồi ở đây. Nhưng mà chắc là để tương tác một tí thì em xin mời anh Andy Chung. Anh có thể đứng dậy đặt câu hỏi để có thể hiểu rõ hơn ý của anh được không ạ? Vâng, xin chào mọi người với toàn thể mọi người quý vị ở đây. Mình xin có câu hỏi dành cho mọi người với cả đại biểu là chúng ta nói về giáo dục đặc biệt và giáo dục nghề nghiệp cho các bạn đặc biệt tại Việt Nam. Thì chúng ta có nghĩ đến cái vấn đề là khi chúng ta dạy các bạn ấy, thì sau này tương lai các bạn ấy có một cái công việc phù hợp không? Hay bây giờ chúng ta chỉ tập trung nói về giáo dục, nhưng khoảng 5 đến 10 năm nữa chúng ta lại quay lại vấn đề này và hỏi lại xem là cái phương pháp dạy của chúng ta nó có phù hợp để sau này các bạn sẽ có một cái nghề nghiệp trong tương lai không? Đấy là câu hỏi đầu tiên. Câu hỏi thứ hai là câu hỏi là khi xây dựng một cái mô hình về giáo dục đặc biệt cho các bạn trẻ tự kỷ thì hiển nhiên là cái vấn đề về mặt đầu tư cơ sở vật chất nó sẽ khác hoàn toàn so với một cái mô hình về giáo dục thông thường. Cái thứ hai là giáo viên cũng phải có cái chuyên ngành đặc thù, ví dụ như giáo viên về đặc biệt của các bạn trẻ tự kỷ, hay là giáo viên liên quan đến các bạn về khiếm thính, hay các giáo viên liên quan đến chậm phát triển. Thì như vậy, cái nhân sự nó cũng đã có sự khác biệt. Cái thứ ba là cái vấn đề về công tác đánh giá đầu vào, đầu ra và phương pháp đào tạo trong cả một quá trình nó cũng đã có cái sự khác biệt rất lớn. Và trong ba cái điểm đó thì nó sẽ đưa ra một kết quả mà nếu ngay từ ngày đầu chúng ta không rõ ràng đó là gì, chúng ta không thể cho các bạn trẻ tự kỷ vào cùng một môi trường bao gồm vật chất đối với các bạn thông thường, mà chúng ta phải rõ cái vấn đề này. Càng rõ chi tiết thì cái vấn đề chúng ta có thể là gì, cho các bạn tham gia vào các trung tâm giáo dục nghề nghiệp nó có phù hợp ở điểm nào, hay các mô hình về giáo dục đặc biệt mà các bạn tham gia vào các mô hình giáo dục thông thường nó phù hợp ở những điểm nào, chúng ta phải rạch ròi và tách ra. Thì như vậy sau này mà chúng ta tận dụng được các cơ sở vật chất của các trường giáo dục dạy nghề hay nghề nghiệp thì như vậy nó sẽ có lợi thế hơn rất nhiều. Thì đấy là những cái câu hỏi mà mong đại biểu có thể cụ thể hơn, đặc biệt là bên chỗ chị, em xin lỗi là em không nhớ tên, bên chỗ viện trưởng của chị Trung tâm về nghiên cứu giáo dục Việt Nam. Kim Hoa. Vâng, chị Hoa. Vâng, xin cảm ơn. Vâng, vâng, xin cảm ơn câu hỏi của anh Trung ạ. Với câu hỏi đầu tiên liên quan đến hướng nghiệp hay là cơ hội nghề nghiệp cho các bạn đặc biệt thì chắc là em xin mời chị Kim Hoa từ Viện Giáo dục, Viện Khoa học Giáo dục trả lời. Xin cảm ơn câu hỏi của anh. Thực ra đây là một cái câu hỏi rất là khó,
Đây là một câu hỏi rất là khó. Thế thì trong cái phạm vi của mình cũng như là những hiểu biết của mình và vận dụng những gì thuộc về chính sách cũng như những hiểu biết về thực tế hiện tại, thì tôi xin đưa ra một số những cái ý kiến như sau. Thứ nhất là để nói rằng là trẻ tự kỷ có cần phải một sự tách biệt hoàn toàn hay không, và môi trường nào và nó có sự thật sự là khác biệt hay không, thì chúng ta sẽ quay lại một chút. Thứ nhất là trong luật của Việt Nam thì lúc ra đời vào năm 2000, khi mà được ban hành vào năm 2010 và được thực thi vào tháng 1 năm 2011 ấy, thì tự kỷ chưa được xếp vào thành một cái nhóm trẻ khuyết tật. Và đến cái thông tư của Bộ Lao động Thương binh Xã hội thì tháng 1 năm 2019 thì lúc đó rối loạn phổi tự kỷ được xếp vào nhóm khuyết tật khác. Và từ thời điểm đó cho đến hiện nay là 4 năm thì cái sự quan tâm của nhà nước đối với cả tự kỷ càng nhiều. Nhưng chúng ta cũng cần phải thống nhất rằng là bên cạnh tự kỷ còn có rất nhiều các nhóm khuyết tật khác. Và các bạn cũng cùng cần một cái sự quan tâm. Và các bạn cũng có những nhu cầu hết sức đặc biệt, từ cái mức độ nhẹ đến mức độ đặc biệt nặng. Tùy theo cái sự phát triển mà ở các nước khác nhau thì người ta sẽ thiết kế các cái mô hình giáo dục khác nhau. Tôi lấy ví dụ là các nước Bắc Âu như Thụy Điển, Na Uy hiện nay không còn các lớp chuyên biệt, riêng biệt dành cho bất kỳ một loại khuyết tật nào, mà ở đó họ set up một chương trình hòa nhập hoàn toàn. Lúc đó bất kể là anh là tự kỷ, anh là khuyết tật nhìn, anh là khuyết tật nghe, anh là khuyết tật đa tật, thì anh vẫn được hưởng một nền giáo dục hòa nhập hoàn toàn với một sự hỗ trợ rất là tuyệt vời từ phía chính phủ. Tuy nhiên ở những nước khác, như chúng tôi được biết, những cái nước châu Âu khác, những cái nước Hàn Quốc, Nhật Bản, thì họ vẫn thiết lập các cái phương thức giáo dục như ở Việt Nam, đó là hòa nhập, chuyên biệt và bán hòa nhập. Và vì thế cho nên ngay tôi câu trả lời này, đó là trong điều kiện hiện tại của Việt Nam thì chúng ta vẫn duy trì các cái phương thức giáo dục khác nhau cho học sinh trong bối cảnh hiện tại. Hiện nay thì Bộ Giáo dục Đào tạo đang xây dựng quy hoạch các cơ sở giáo dục chuyên biệt đối với người khuyết tật và hệ thống trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục thời kỳ 2021-2030 và tầm nhìn đến 2050. Thì ở đây chúng tôi đang dự thảo thì sẽ đến năm 2030 thì về cơ bản là khoảng 70% các tỉnh sẽ có ít nhất một trường chuyên biệt hoặc là một trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập. Và đến năm 50 thì chúng ta về cơ bản thì mỗi một tỉnh sẽ ít nhất là sẽ có một cái cơ sở như thế. Tuy nhiên chúng tôi cũng sẽ khuyến khích dựa trên nhu cầu thực tế của địa phương thì sẽ khuyến khích các tỉnh, Ủy ban nhân dân các tỉnh sẽ thành lập thêm các cơ sở giáo dục dành cho người khuyết tật và khuyến khích các cơ sở tư nhân cũng sẽ tham gia vào cùng với cả cái hoạt động này. Cho nên là nếu mà nói về mặt tương lai, bên cạnh việc nâng cao chất lượng giáo dục hòa nhập ở các cơ sở giáo dục phổ thông và trường mầm non, thì chúng ta sẽ có một hệ thống đa dạng hơn nữa các cơ sở giáo dục dành cho người khuyết tật song song. Vì thế cho nên tất cả các đối tượng như là rối loạn phổi tự kỷ hay các đối tượng khác sẽ được dựa trên năng lực thực tế của các em, sẽ được tư vấn là sẽ học ở đâu và sẽ hưởng các dịch vụ gì. Thì đấy là cái ý thứ nhất mà tôi xin trả lời anh. Ý thứ hai là hiện nay Bộ Giáo dục Đào tạo chức năng thì chúng ta chỉ còn là hướng nghiệp thôi, còn thực chất là đào tạo nghề nghiệp đã chuyển về phía là Bộ Lao động Thương binh và Xã hội rồi. Vì thế cho nên là chúng ta người khuyết tật thì sẽ được hưởng các cái dịch vụ, những cái ưu tiên trong cái việc là đào tạo nghề dành cho người khuyết tật. Và song song với cái hội thảo này, ngày mai, sáng ngày mai, Bộ Động Thương binh Xã hội họ sẽ làm một cái cuộc hội thảo nữa, là hội thảo của Ủy ban Quốc gia về người khuyết tật, cũng sẽ bàn về vấn đề hướng nghiệp dành cho người khuyết tật. Và như vậy là theo những cái thông tin mà tôi có được, thì hiện nay bên cạnh vấn đề quan tâm đến vấn đề giáo dục trẻ em khuyết tật
nói chung, trẻ rối loạn phổ tự kỷ nói riêng về giáo dục, thì bên cạnh đó những vấn đề về giáo dục nghề nghiệp, hướng nghiệp dành cho người khuyết tật đã được quan tâm hơn rất là nhiều rồi. Thì tôi cũng xin trả lời với cái hiểu biết của mình, thì tôi xin trả lời như vậy ạ. Không biết là câu trả lời như vậy thì đã làm cho anh có thấy thỏa mãn không, hay là có thêm ý kiến gì không ạ? Tôi xin hết ạ. Vâng, rất là cảm ơn câu trả lời của chị Kim Hoa. Mặc dù là một câu hỏi khó nhưng mà hy vọng cũng phần nào trả lời được câu hỏi của anh Trung rồi, đúng không ạ? Câu hỏi thứ hai của anh Trung thì tôi xin phép được tóm tắt lại. Và câu hỏi này thì tôi sẽ mời chị Ly từ phía giáo dục thường xuyên Thanh Xuân cũng như là một phía của bên Anh Quốc để chúng ta cùng so sánh xem cách mà Việt Nam với cả Anh Quốc đang hỗ trợ đối tượng trẻ đặc biệt như thế nào. Câu hỏi đấy là chúng ta nói về khuyết tật rất là rộng, từ y tế, này, giáo dục hay là nghề nghiệp. Nhưng để cụ thể một nhóm khuyết tật thì đòi hỏi rất nhiều yếu tố như là đầu tư vào cơ sở vật chất này, hay là giáo viên chuyên ngành, hay là đánh giá đầu vào đầu ra. Thế thì để đáp ứng được những cái nhóm như là trẻ tự kỷ hay là chậm phát triển hay là khiếm thị, thì cái giải pháp nào về giáo dục là tối ưu nhất cho vấn đề trên để đạt được hiệu quả cao nhất ạ? Xin mời chị Ly ạ. Chắc là trong khi chờ chị Ly suy nghĩ một tí thì tôi xin phép được đặt câu hỏi này cho phía Anh Quốc được không ạ? Không biết là phía Anh Quốc thì đang có những cái giải pháp nào để tối ưu hóa cái việc hỗ trợ các nhóm trẻ đặc biệt ạ? Xin mời đại diện của Venture Trust, ông Kristen ạ. Sorry. I couldn't hear the question, I'm sorry. Tôi xin phép được nhắc lại câu hỏi cho ông Tristan. Chúng ta có rất là nhiều nhiều cái đòi hỏi, nhiều cái yếu tố. Ví dụ như là đầu tư cơ sở vật chất, hay là giáo viên chuyên ngành, hay là đánh giá đầu vào đầu ra cho các nhóm trẻ đặc biệt như là tự kỷ này, chậm phát triển này, hay là khiếm thị. Vậy phía Anh Quốc thì có cái giải pháp nào về giáo dục để tối ưu hóa cho cái vấn đề để đạt hiệu quả cao nhất ạ? Sorry, I can't see the question in the chat box. I'm sorry. I don't have the translation. I do apologize. Mời phiên dịch lại hộ tôi câu hỏi này một cách ngắn gọn hơn nhé. Bên Anh Quốc có cái giải pháp nào để tối ưu hóa cho cái vấn đề đấy là đầu tư cơ sở vật chất, giáo viên chuyên ngành và đánh giá đầu vào đầu ra cho từng nhóm trẻ đặc biệt khác nhau? Sorry, I apologize. I can't click on the global icon. I can't find it. I'm really, really sorry. It's my fault. I do apologize. Okay, no worries. Về cái vấn đề giáo viên chuyên ngành và đánh giá đầu vào đầu ra thì tôi xin phép hỏi đại diện của Nisai Group được không ạ? Để giải quyết cái vấn đề đào tạo giáo viên chuyên ngành cho trẻ đặc biệt cũng như là đánh giá đầu vào đầu ra. Xin mời ông Dhruv Patel. Okay. I think I didn't get most of the question, but I hope you can hear me. First of all, when I started this up, I used technology and a blended approach into how we can train and teach children with barriers to learning, as I call it, barriers to learning. And the barriers are the most important word.
If we understand the barriers, we can then unpick the barriers and create personalized learning for our young people. So by labeling them, we don't achieve much. But by saying they have barriers, then we try everything to do and personalize the learning. So one of the things for me, the guiding principle I always had was, as we have said, it's a total person, it's a holistic approach, it's a team around a child, but more importantly, it's making sure that they can get the best they can achieve. So for example, when we started off, a lot of our young people were not able to get their GCSEs or could not go to A level because they were considered they can't be. By using a blend of technology and working with teachers live and working within the schools, we were able to do that. So it's about how we do it. For example, when you have children with different needs, in a normal school, you might have different age groups. But with us, we have in ability levels. So it's a very different approach which we have. And unfortunately, I wanted Tristan, because Tristan runs a very inclusive school and an academy, and it would have been very useful to get his insight on this. He's just coming over. Tristan, can you hear me? Yes, I can. And I'm more than happy, Drew, if you've got the global icon, if you want to interpret and ask me the questions, then that's absolutely fine. I'll take the question that way. Okay. Lynn, can you ask the question again? Vâng ạ, tôi xin phép được đặt lại câu hỏi, mời phiên dịch dịch giúp ạ. Chúng ta có rất là nhiều đòi hỏi, ví dụ như là đầu tư cơ sở vật chất cho trung tâm hay là trường đặc biệt này, đào tạo giáo viên chuyên ngành hay là đánh giáo đầu vào đầu ra. Thế thì với những nhóm đặc biệt như là tự kỷ, chậm phát triển, khiếm thị, thì ở Anh Quốc có cái giải pháp nào để tối ưu hóa cho các vấn đề trên không ạ? Giải pháp nào để ông Tristan điều hành được một cái trường hòa nhập để giúp đỡ trẻ đặc biệt ạ? If you could give me the translation, Drew, then I can answer. Tristan, can you hear? Yes, I can hear you. Yes, I can hear you. Yes. I don't have the translation. Did you get the translation? Go ahead, Tristan, I can hear you. Yeah, I can hear you, Drew, but I just need the question translated, please. I think the question is, Tristan, is more about investment in infrastructure and technology and about assessment of students with autism and career aspirations and for how you handle those kind of things. Okay, so Drew, let me speak in English. So we have various groups of special education needs. So in UK, how do you support special education needs students in your inclusive school regarding the infrastructure, teacher training, and the assessment? Yes, thank you. The assessment of children, especially those with autism in the UK, has changed in the last few years. All the assessment tools for the diagnosis of autism was based on assessment that mean put together on boys. Now, we're fully aware that autism shows itself quite differently in girls. Therefore, the diagnostic tools have changed, and the percentage of boys to girls used to be 80% boys, 20% girls. But by using the latest diagnostic tools, what we're starting to see is a change in the percentage of diagnosis, more 60% boys to 40% girls. But what we're also picking up on through the diagnosis process is that more and more children with special needs are being born prematurely. And that is one of the key areas of change in our country recently, is especially children that are born pre-33 weeks, pre-28 weeks, and the amount of children that need specialist input. And the challenge we've got currently is that there's more and more of children that are undiagnosed,
actually that have been born prematurely in our school system than we've ever seen before. And the medical world, I would say, is 10, 15 years ahead of us as an education setup. And that is one key thing that we need to be adapting. And the medical world isn't going to change. Therefore, we're aware that there will be more children with special needs coming into our system. It's no one's fault. It's not down to purely levels of deprivation or the pandemic. But, you know, the medical world is clearly keeping children alive and absolutely morally right. But as educationists, we will have more children coming in into our school system with special needs than ever before. And obviously there will, you know, that will also have an impact long term on social care. Therefore, assessment is important. You know, we now ask the question, did the birthing process, was it straightforward? Was your child born pre-33 or pre-35 weeks? Because it is important that as educationists, we also know these things. There's also ongoing assessments within the schools, but also making sure that those assessments are dynamic, that assessments also meeting the academic, social, emotional, and clinical needs. No longer can I, as an educationist, know all the answers. I have to be able to turn to my colleagues, the clinical people who now work in our schools shoulder to shoulder and who actually working with educationists. They no longer work for the health service. These people are working within our schools and collectively, like my point about multi-agency working, educationists can't do this in isolation. It has to be educationists, social workers and clinicians working in partnership to find solutions. Okay, thank you very much, Tristan. Để khép lại phần tọa đàm ngày hôm nay thì chị Ly cũng muốn trả lời câu hỏi này ngắn gọn trước khi chúng ta bế mạc ạ. Mời chị Ly ạ. Thưa anh chị đại biểu, anh Trung ạ. Vừa với câu hỏi của anh thì tôi cũng xin được trả lời như sau. Ở tại Hà Nội, ở tại Việt Nam thì cũng có những cái trường chuyên biệt, mặc dù không nhiều. Như vừa rồi chị Thoa Hoa có nói là gần 30 tỉnh thành là chưa có những trung tâm hỗ trợ hòa nhập chuyên biệt. Như ở Hà Nội thì có 3 trung tâm, đó là một cái trung tâm về khiếm thị, một trung tâm về khiếm thính, trường xã Đàn, và có một trung tâm hỗ trợ về trường ạ, một trường học về khiếm thịnh, một trường khiếm thí thính và một trường về cho trẻ trí tuệ. Thì để có thể như câu hỏi của anh, có giải pháp nào đó để có thể tối ưu, thì tôi cũng xin đi tìm từng vùng. Với cái từng vùng này, ví dụ như ở trường các trường chuyên biệt thì khi mà tuyển đội ngũ giáo viên thì các anh chị cũng đã có những cái đầu vào yêu cầu về mặt trình độ. Tuy nhiên là với cái việc học sinh khuyết tật thì nó rất là đa dạng, và việc kiến thức cũng cần được cập nhật, nên tôi nghĩ rằng là cái việc mà về giải pháp giáo viên đó là nên được cho giáo viên được bổ sung cập nhật kiến thức liên tục, và đặc biệt là cho được tiếp cận với những cái kiến thức mới, được học tập để các anh chị có thể nâng cao. Thứ hai nữa là về vấn đề cơ sở vật chất thì khi các trường được xây dựng thì đã xây dựng rồi, và sau này có thể bổ sung thì rất là nên cập nhật với các trường học quốc tế đấy, để mình có thể xây dựng bổ sung cái trường cho nó được thuận lợi tốt nhất. Và tôi cũng nghĩ rằng là có những cái giải pháp khác, ví dụ như hiện nay tại Hà Nội tôi cũng suy nghĩ có những trường về chuyên về các anh chị có thể tích hợp thêm các cái dạy các dạng tật khác trong chính cái trường đó. Ví dụ như hiện nay đang trường khiếm thính thì các anh chị cũng có thể, hoặc là khiếm thị, các anh chị có thể thêm các cái dạng tật khác, thì như vậy cái khả năng đáp ứng được cho cái đối tượng học sinh nó sẽ được cao hơn nữa. Hoặc là về vấn đề, hoặc là có thể giao cho các cái trung tâm, như các trung tâm thường xuyên có thể tích hợp vào, thì như vậy mình cũng có thể giải quyết được vấn đề về cơ sở vật chất trong những cơ sở giáo dục. Tại các cái trường có học sinh hòa nhập thì cũng khá là đông, thì để có thể giải pháp hữu hiệu thì tôi cũng nghĩ rằng là chính là sẽ thứ nhất là đội ngũ giáo viên nên được bồi dưỡng, để các anh chị đang là lực lượng dạy chính cho học sinh đó thì các anh chị có những cái kiến thức kỹ năng để làm việc với học sinh khuyết tật, và cũng rất là nên là tại trong trường đó thì nên có bổ sung cái lực lượng giáo viên chuyên về giáo dục đặc biệt để hỗ trợ cho các cái trường này, thì tôi nghĩ là đấy là cái có thể những giải pháp về mặt cơ sở vật chất và nguồn lực thì có thể giải quyết được như vậy ạ. Xin được hết ý kiến ạ. Và em cảm ơn chị Lịa. Một lần nữa xin cảm ơn các báo cáo viên đã tham luận, đã lên đây và trình bày những câu trả lời cho phía quý vị đại biểu, quý vị quý ạ.
Xin cảm ơn phía Việt Nam cũng như là phía Anh Quốc ạ. Xin mời MC lên để bế mạc. Quý vị thân mến, phần hỏi đáp vừa rồi đã khép lại nội dung quan trọng cuối cùng của hội thảo. Một lần nữa, xin trân trọng cảm ơn Bộ Giáo dục và Đào tạo, Đại sứ quán Anh, Sở Giáo dục Đào tạo Hà Nội, Hà Tĩnh, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam, Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương, cùng quý vị đại biểu, quý vị khách quý, các cán bộ quản lý từ các cơ sở giáo dục Việt Nam và Anh Quốc. Xin trân trọng cảm ơn các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh đã quan tâm tham dự, tích cực đóng góp, thảo luận và trao đổi để nâng cao giá trị của buổi hội thảo ngày hôm nay. Kính thưa quý vị đại biểu, quý vị khách quý, sau hơn 3 tiếng làm việc với tinh thần nghiêm túc và khẩn trương, hội thảo đã diễn ra thành công tốt đẹp. Xuyên suốt hội thảo, chúng ta đã cùng nhau lắng nghe những thực trạng vấn đề tham gia hội thảo, đề xuất giải pháp, thúc đẩy hợp tác về đào tạo giáo dục đặc biệt giữa Anh Quốc và Việt Nam. Hội thảo đã có rất nhiều bài tham luận thiết thực, giá trị cũng như các đề xuất, giải pháp phù hợp và thực tế. Một lần nữa, ban tổ chức xin cảm ơn quý vị đại biểu, quý vị khách quý đã tham gia hội thảo ngày hôm nay. Chúc quý vị thật nhiều sức khỏe và thành công. Xin trân trọng cảm ơn.